nhạc. Em chào tất cả các bác gần xa. Thì nhân dịp năm mới Xuân Nhâm Dần, em xin chúc tất cả cô bác anh chị là một năm mới sức khỏe an khang, rộn ràng tài lộc, đi đây đi đó thuận buồm xuôi gió, cầu gì được đấy, ước gì được vậy. Một năm Nhâm Dần nói cái là muôn phần sức khỏe. Các bác ạ, em trông thế này thôi nhưng mà được cái là con cái là thành đạt. Hai cháu nhà em thì các cháu đều đi Tây cả. Một đứa thì nó đi Canada, một đứa thì nó ở bên Nga. Đấy, thỉnh thoảng thì các cháu nó sang Úc, rồi Australia, kể cả sang Italia với Ý. Tại vì các bác thế này, mọi năm mà cứ nhắc đến Tết là em sợ lắm. Bởi vì sao? Tết thì nào cũng được nghỉ ngơi đâu. Tết đây này phải đi là biếu nọ xém kia, rồi Tết gần, Tết xa, Tết ta, Tết Tây, Tết đây, Tết đó. Đại khái là Tết nhăn, Tết nhó, nói chung là cứ gian khó những cái ngày Tết. Nhưng mà nói thật với các bác à, năm nay em lại thích Tết bởi vì sao? Đây các bác xem, trên tay em là một chai rượu. Các bác đoán ngay là chai rượu đúng không? Nhưng cái rượu này nó không phải là rượu bình thường. Rượu này nó là rượu quý các bác ạ. Bởi vì sao? Em nói nhỏ các bác nhé, các bác đừng nói với ai. Là cái chai rượu này em chôn là 25 năm nay rồi. Đấy. Hôm nay em mới đảo lên. Tại vì sao lại em chôn nó lâu thế? Bởi vì các bác nhớ, các bác hứa với em là các bác đừng có nói với ai nhé. Vậy thì em mới dám bật mí. Các bác mà nói thì em còn lâu em nói. thế các bác giữ lời hứa nhá. Em giới thiệu các bác, đây là cái chai rượu tiên tiểu chôn 25 năm. Bởi vì ở trong này nó có hai viên ngọc gia bảo rất là quý. Nếu bây giờ mang ra thị trường mà bán mà đổi là em phải được 50 lượng vàng. Đấy, các bác đừng có nói gì, con mụ vợ em mà nó biết cái là nó mà hớt tay trên cái chai rượu này là em sạt nghiệp luôn. Hôm nay thì nói thật với các bác là em muốn là em uống hết cái chỗ rượu này để em lấy hai cái viên ngọc gia bảo này để em làm của hồi môn cho hai cháu nhà em. Vì các cháu nó cũng đến tuổi cập kê lập gia đình rồi. Bây giờ mình già mình ham hố gì đâu. Bây giờ mình cứ uống hết xong lấy hai viên ngọc gia bảo quy đổi ra tiền ra vàng cho các cháu. Đúng không các bác? Già rồi ham hố cái gì? Đấy. Bây giờ em uống đã. Em uống xong rồi em mới lấy cái viên ngọc gia bảo ra. Ôi giời ơi. Phải dùng răng thì nó ra được. Đấy là điều rượu quý nó phải như thế. Đấy, đấy, đấy. Cái gì đấy? Lại chuẩn bị rượu chè đấy. Rượu chè gì đâu? Sắp uống rồi đấy. Sắp uống gì đâu? Bà buồn cười, phải nhìn thấy tôi làm cái gì nó chuẩn thì bà mới phát biểu. Đã uống đâu? Đây, tôi vẫn còn dán mác tem đàng hoàng. Mà mác tem này là tôi tự bịa ra. Đấy, để cho người ta biết là rượu này rất quý, chưa bóc tem bao giờ. Tôi mà chưa ra là uống rồi đấy. Cái mồm đang cậy vào cái nắp chai gì đấy. Tôi nói thật với bà, nếu mà có uống thì tôi chỉ uống theo kiểu văn nghệ, kiểu khát nước thôi. Thế sao hôm qua hứa là tôi bỏ rượu rồi cơ mà? Thì tôi nói là tôi làm còn gì nữa. Thì từ sáng hôm qua tôi hứa là từ sáng qua đến chiều hôm nay là tôi không uống. Đến bây giờ thì đúng như thế còn gì. Từ sáng hôm qua đến chiều hôm nay chưa uống giọt nào đúng không? Đấy, ra chậm một tí là hết luôn chai này rồi đấy. Nhưng mà tôi nói bà này, tại vì sao tôi hứa với bà là tôi bỏ rượu, xong tôi lại tiếp tục tôi uống là vì sao? Vì cái chai rượu này nó quá quý luôn. Bà không biết được cái giá trị của cái chai rượu ấy đâu. Các ông thì rượu nào mà chả quý. Đây, bà nghe đây này, tôi giới thiệu với bà luôn. Chai rượu này được chôn dưới đất 25 năm. Đấy. Nó được cất từ một cái loại gọi là xương đọc. Và cái cốt của con hổ Mã Lai. Lấy đâu ra hổ Mã Lai? Có chứ. Được ba chàng trai là Quang Hải ấy, Công Phượng và Hoàng Đức cất bằng gọi là công nghệ 3.0.
Ông này, hả? Này, ông đá quá lâu rồi mà vẫn cứ nhớ. Đây còn gì nữa? Thích quá nữa hả? Nó hay ở cái chỗ đấy, cho nên tại sao là tôi phải uống, mà bà cũng phải uống, bởi vì nó quá tốt cho người già. Bà có thường rủi ro không? Thôi. Các ông ấy muốn uống thì nhiều lý do lắm. Lút lá chuối một lúc hết 5 chai. Thôi. Bây giờ ấy, ông đi sang nói chuyện với nhà bác Vượng đi. Năm nay ý, thằng Quang nó về. Nếu mà bác ấy đi xuôi ý, là thằng Quang con Thái cho cưới luôn. Đúng rồi, nên duyên vợ chồng. Tôi cũng muốn có dâu lắm rồi. Nhưng mà tôi dặn này, tôi đi là tôi cũng rất là lo. Bởi vì sao cái chai rượu nó rất là quý, nó giá trị như thế này. Bà phải giữ cho tôi. Bây giờ mà đứa khác nó khợp mất cái chai rượu quý này là chết tôi đấy. Ai khợp của ông? Hả? Thế biết đâu? Cái nhà này để tôi cầm. Có mỗi ông Rình ông là nghiện rượu thôi. Thế nhá, nhớ đấy. Nhớ là giữ cho tôi. Nhớ chứ. Để tôi sang đấy. Sang lựa lời nói khéo. Hôm nọ tôi nói làm vợ chồng bác ấy xui xui rồi đấy. Thế tôi đi nhá. Đi tôi đi tạm nhá. Chờ tôi tí. Mà này. Thế anh này. Anh này cái gì? Giữ cho tôi chai rượu. Thì tôi đang giữ đấy còn gì nữa. Tôi thấy nó quý từng giọt một. Chúng này phải giữ cho tôi chứ. Rượu này rượu quý. Rồi tôi giữ cho. Bất an thế nào. Tôi đi đây. Đúng là mấy tài nghiện rượu khác. Rượu còn quý hơn cả tính mạng. Quý. Mà cũng quý thật đấy. Con chào mẹ. Ôi, thằng Quang về đấy hả con? Trời ơi, khỏe không ạ? Mẹ khỏe, rắn giỏi đấy. Dạ. Này, có phải vào khu cách ly mười mấy ngày không? Dạ, có nhưng con ổn mẹ ạ. Thế là mày về mười mấy ngày mà mày không điện cho mẹ biết à? Định dạ. Dành cho bố mẹ sự bất ngờ có đúng không? Dạ. Này, thế nào mà đầu chọc chữ lũi thế này? Gọn mẹ ạ. Cắt gọn à? Thế ăn uống gì chưa? Dạ, để con... mẹ đi nấu cho bát mì bò nhá. Dạ. Ơi mẹ con ăn rồi. Con ăn rồi. Có thật không? Dạ con ăn rồi. Ê, có khi để bụng nhịn đói lại cứ nói dối ấy. Dạ không sao mẹ ơi, mẹ ngồi đây. Dạ rồi, con ăn rồi. Ngồi đi con. Dạ. Sao về sớm thế con? Năm nay dịch bệnh nên ai cũng được nghỉ sớm mẹ ạ. Thì làm ăn năm vừa rồi thế nào? Hai năm vừa rồi khó khăn lắm, nên hôm nay con về con cũng chả có gì biếu bố mẹ ạ. Anh cứ vác là cái xác về là bố mẹ vui mừng rồi. Dạ. Mấy năm vừa rồi thì ai chả khó khăn. Dạ. Không sao, không có quà, không có cáp, mẹ vẫn vui. Cứ nhìn thấy con ấy là mẹ mở cờ trong bụng rồi. Này. Nhưng mà không được. Sao mẹ? Thì anh có mua cái gì biếu bố vợ tương lai không? Còn chẳng biết mua cái gì đâu mẹ. Không được rồi. Bố mẹ thì không sao, nhưng mà bố vợ tương lai ấy, là mình phải biết đối nhân xử thế. Mang tiếng đi Tây đi tàu về. Thế anh định sang chơi không à? Thì khó khăn thì sang chơi không có sao đâu mẹ. Này, anh đừng có học bố anh. Cái thằng bố anh như kìa. Bố tôi là chưa bao giờ được nửa chai rượu nhá. Bố vợ là phải coi như bố mình. Dạ. Thế mới cua được con nhà người ta. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Nói đến nửa chai rượu, mẹ nhớ ra ngay. Đây rồi. Có cái chai rượu quý. Rượu vang à mẹ? Không có mắc cái tem gì hả mẹ? Không phải rượu vang đâu. Rượu quý, ngâm cao hổ cốt. Bố mày chôn 25 năm rồi, mới đào lên. Nhưng mà tao ghét bố mày, tao không để cho uống. Mẹ cho con đem sang biếu bố vợ. Mẹ ơi, bố mày khỏe lắm rồi. Bố mày chưa uống hổ cốt đi là tao đã run hết cả người rồi. Hổ cốt là tao còn khiếp. Đấy. Sang chơi với bố vợ là phải có chút quà, chút cạp. Mang tiếng đi Tây về để sang người không à? Dạ vâng ạ. Mà ra mua thêm mấy hộp bánh ngon. Mua thêm cân giò. Bảo là con biếu bố mẹ. Dạ. Con nhớ em quá.
nhớ thầy mẹ quá. Dạ. Về cái là con phải chạy sang ngay. Con phải sang nhà mình chơi luôn. Dạ, thấy chưa? Có tiền chưa? Dạ, ít thì con có đủ ạ. Không ấy mẹ đưa cho mấy triệu đấy này. Dạ thôi con đủ rồi ạ. Cứ để cái đồ đấy, dạ, để mẹ dạ cất. Chạy sang đấy ngay. Dạ. Nhá. Thế con đi luôn mẹ nhá. Đi đi luôn. Dạ đây. Dạ dạ dạ. Trời ơi vui quá. Năm nay là con cái mẹ ăn Tết không đủ cả rồi. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân. Vui quá mà. Ông đã về rồi đấy à? Ra đây cho thông báo một tin quan trọng. Có cái tin gì mà quan trọng? Này bác Vương đồng ý quan lấy con Thái rồi. Thì chả đồng ý. Ừ. Hôm qua tôi đã giảm trước với bác ấy rồi. À. Đã xui xui. Ừ. Nhưng mà phải có cái tiếng nói của ông. Đúng rồi. Này công nhận nhá. Nhà bác Vượng là nhà gia giáo, nền nếp. Tôi nhìn cái Thái là tôi ưng luôn. Ngoan. Cái đấy. Nhà mình không gia giáo chắc. Thì nhà mình rồi nhưng mà nhà bác thì có vẻ hơn. Này tốt đấy, tốt đấy. Gả vào cái nhà này mới là gả chứ đúng không? Muốn trời đăng hộ đối. Thế thì tôi mới mê. Còn cái Thái nó cũng hiền lành ngoan ngoãn. Đúng rồi, con dâu là phải như thế bà. Hợp với cái thằng quan nhà mình quá. Mà nghe thấy ở ngoài đầu ngõ bảo là thằng Quang nó mới về có đúng không? Thằng Quang mới về. À thế à? Ô thế ông không gặp nó à? Không. Tôi bảo nó sang biếu ông thông gia chút quà ấy mà. Biếu thông gia chút quà. Nó sang đấy rồi. Ừ, thế hai bố con không gặp nhau ở đấy à? Đấy à, thì đúng rồi. Có khi là lúc tôi vào nhà bà Quỳnh. Khổ lắm. Lại láng phén Quỳnh rồi. Khổ lắm, vào nhà bà Quỳnh để hỏi ông Quỳnh có nhà không, có gì được, hơi tí được ghen tuông. Khổ ngồi đây. Này, thế con nó về nó có béo hay là nó gầy? Hả? Nó béo tốt. Béo tốt hay là được? Mỗi tội là năm nay nó bảo là Covid khó khăn. Không làm ăn gì được. Thôi, giữ được cái sức khỏe tốt là được rồi. Covid như thế này là quan trọng nhất là cái sức khỏe. Đúng rồi. Thế này nó tôi cũng bảo nói có sức khỏe là có tất cả. Đúng. Không có gì phải buồn cả. Đúng rồi. Mà còn này, sức khỏe còn làm ra tiền bạc. Nhưng mà này, bà có hỏi xem nó sang nó biếu bố vợ nó cái gì không? Đi Tây đi tàu về mà không có cái gì người ta cười cho mặt ấy. Cái việc đấy mà ông phải lo. Tôi từ xưa đến giờ ấy, là người chu đáo tươm tất. Làm sao có cái chuyện cho con nó sang không được. Thế cho nó cái gì? Cho quà quý rồi. Tôi kẹo bánh kẹo à? Hay bánh gì? Kẹo, giò, rồi tôi đưa cho nó chai rượu, bảo đem sang biếu bố vợ. Đấy. Bà là mẹ là bà như thế là tuyệt vời. Tôi là tôi yêu bà ở cái chỗ này. Nó chu đáo từ ngày xưa. Đúng rồi, Tết nhất là phải cho bố vợ, biếu bố mẹ vợ rượu chè các thứ. Người ta mới quý, có đi có lại. Việc đấy mà ông cũng phải khen. Khen tôi có mà khen cả năm. Đúng, thế thì tụi mình lấy bà chứ đúng không? Và ông thì phải chú đáo chứ. Nhưng sao rồi. À mà này, khi vừa nãy bà bảo là rượu cái gì mà, bà mua ở đâu? Mua rượu con à? Mua đâu? Thế đâu? Biếu chai rượu của nhà ấy. Chai rượu nào? Chai rượu của ông ấy. Chai rượu, ủa, tôi đẩy rượu cái chai nào? Cái chai mà lúc sáng ông bảo ngâm cao hổ cốt mà chôn hai mấy năm ấy. Cái gì? Thế rượu đẻo à? Không, ông nói lại nha. Cái chai rượu lúc sáng ấy, ông đưa cho tôi đấy. Cái chai rượu mà hạ thổ ấy. Tôi chết rồi. Ông đưa rượu giả à? Điểm lắm rồi. Này! Ông làm sao đấy? Nói lại đi. Chai rượu nào? Này. Chai rượu nào? Chai rượu của ông, có cái chai rượu thôi làm sao mà ông phải trừng trần trận. Chai rượu 25 năm tôi hạ thổ hôm nay mới moi lên đúng không? Đúng rồi. Bà giết tôi rồi. Bà giết tao rồi. Mẹ con mày giết tao rồi. Này. Hả? Ông coi cái chai rượu hơn cả tôi à? Hai mươi mấy năm chưa bao giờ ông mày tao. Bà có biết cái chai rượu này nó quý như thế nào không? Quý thế nào? Nó là cái chai rượu là cái gì mà quý? À, chai rượu à? Đúng là đàn bà có hiểu có biết một cái gì đâu. Bà có biết trong cái chai rượu nó có cái gì không? Hả? À, có cái cao hổ cốt cái gì? Có cái xương lá sen là cùng cái gì? Này, 100 lượng vàng tôi để ở trong đây đấy. Nhá. 100 lượng vàng chứ có phải ít đâu. Bà giết. Tôi giết cái nhà này rồi. Hả? Ông tìm cớ, ông sinh sự cãi nhau với tôi đúng không?
à, không lấy đâu 100 lượng vàng nhét ở trong cái chai rượu đấy. À, đi sang nhà con Quỳnh con gì về bây giờ gây sự với vợ với con à? Này bà im mồm đi nhá, bà im mồm đánh tôi kìa. Hả? Hả? con Quỳnh nào bà đừng có lấy cớ xong rồi bà bắt đầu bà sinh sự, bà ghen tuông cái gì hả? Con Quỳnh nào, bà có biết là trong đấy nó là cả một cái gia tài này không hả? Hai viên ngọc gia bảo nó nằm ở trong đây đấy. Nó đi sang đấy lâu chưa? Nó sang một lúc cơ. Ông nói thật hay là nói đùa? Tôi nói đùa bà làm gì? Hai viên ngọc gia bảo bây giờ nếu bán ra là 100 lượng vàng. Đúng rồi. Ngày xưa tôi nghe đồn cụ nhà mình có hai viên ngọc gia bảo. Chứ còn gì nữa? Ông nhét trong chai rượu. Đúng rồi. Ôi trời ơi bà ơi. Tỉnh lại đi. Này. Tỉnh lại đi, đến đây tôi hỏi đã. Nhanh, cứ bình tĩnh. Biết đâu ta lại lấy lại được. Này, con nó đi lâu chưa? Nó đi được một lúc rồi. Nó đi một lúc rồi gì? Mày giết tao đấy. Tôi nhớ mồm. Nó đi được bao nhiêu phút? Nửa tiếng rồi. Nửa tiếng à? Có khi nhà đấy nó bán rồi thì còn gì nữa. Mẹ con mày giết tao rồi. Thôi bây giờ tao sáng tao đòi, không có thông gia gì hết. Riêng thằng thông gia đấy tao giải tán luôn. Này, lựa lời. Lựa lời gì? Đừng vì hai viên ngọc mà đổ vỡ hạnh phúc của con. Không hạnh phúc gì hết. Không lấy được cái chai rượu hai viên ngọc ra bảo, tao thề tao không về cái nhà này luôn. Ông, tôi bảo. Tôi bảo. Bảo gì? Này, bảo gì? Ông sang đấy, ông bảo với gia đình, bảo với cả ông vừa là cháu nhà em nó không biết, nó cầm cái chai rượu giảm biếu ông, uống vào chết nòi mắt ấy, cho em xin lại, em biếu bác chai sang khác ngon hơn. Nhưng tôi dặn bà luôn nhé, lần sau nhé, tôi dặn cái gì là phải làm theo. Tôi bảo giữ cái chai rượu quý đấy cho tôi, bà không nghe, lần này mà mất chai rượu này bà chết với tôi, nghe chưa? Tôi cũng dặn ông nhé, lần sau nhá, không được cất của riêng như vậy nhé. Vợ không biết, con không biết nhé. Bà mà tìm ra có quyển dư nữa, bà xé xác cái đùa đâu. Được rồi, không tìm được chai rượu chết với tôi. Đi đòi chai rượu vào đây. Đợi đấy. Ôi trời ơi, trời đất ơi, chồng với cha con, hai viên ngọc phỉ thúy mà nó giấu trong chai rượu. Cái gì thế mẹ? Con về đây. Con về rồi con? Dạ. Chai rượu đâu? Chai rượu làm sao? Chai rượu nào đâu? Con biếu bố vợ con rồi. Trời ơi, mày giết mẹ rồi con ơi, mày giết mẹ rồi con ơi. Chắc, à không, không phải giết mẹ, mày giết bố mày rồi. Bố vợ mày. Làm sao? Sang, đòi lại chai rượu cho mẹ. Chai rượu hay chai rượu đảo? Con phải sang có đòi lại ngay. Bố vợ mày mà uống vào cái chết nòi mắt rồi đấy. Thế mà bảo là rượu quý. Mẹ không biết, mẹ đưa nhầm chai rượu giảm nhá, cái chai rượu quý ở trong nhà cơ, sang đòi về ngay rồi mẹ đưa cho chai rượu khác. Nhanh lên, mày nhìn cái gì? Tao giết sống mày bây giờ. Trời ơi, không biết có còn được không đây, không biết có lấy được không đây. Cái cha Phượng là cái cha nghiện rượu ấy, nó có mà nó uống luôn, nó uống luôn cả hai viên ngọc phỉ thúy nhà mình chứ không đùa đâu. Ôi giời, mừng quá. Mừng quá bà, ủa cái đỏ mất đi luôn. Ông đòi được rồi à? Ơi đúng chai rượu cho mình rồi. Này. Ôi tôi nhờ cái trình ngoại giao của tôi mà tôi lấy được cái chai rượu đấy về. Ôi, mình lại ấm no rồi bà. Ông khéo thật đấy. Này, thế có mất lòng ông tham gia không? Không. Rồi cái trình ngoại giao của tôi thì bà phải yên tâm. Thế ông làm nào mà lấy được? Hả? À? Tôi sang tôi chỉ cần nói nhẹ nhàng thôi là ông ấy gửi lại chai rượu. Thế à? Kẻ cũng ngại ông nhỉ. Biếu rồi mà lại đòi lại. Mà mặt ông sao đấy? Không. Sang này con chó ấy, nó lại thế nào nó sồ đúng vào mặt tôi. Con chó ấy, thật, vừa mất dạy vừa khốn nạn. Chó vô giáo dục. Ông đây này, nó sồ mà phát đau quá. Đấy con chó nó còn ghét. Con chó nó lấy mất cái kính của tôi rồi. Ăn rơi thôi ở bên đấy. Rơi bên đấy à? May quá, lấy được cái chai rượu là tốt rồi. Thôi, mất cái kính mà còn cái chai rượu. Nói chung là ông thông gia ông tốt.
Ờ đúng rồi, sọc cái này. Đúng là ông không có lừa tôi. Ừ. Mà ông nhá, định găm hai cái viên ngọc phỉ thúy này cho con nào? Găm cái gì? Tôi mà không cho vào đấy á, bà mà biết thì bà cũng bán từ lâu rồi, đúng không? Mừng quá ông ạ. Thế thôi, mở ra cho uống hết rượu cũng được. Ờ, đấy. Miễn là còn ngọc. Đúng. Ờ, mà nhà có khách kìa. Có khách. Hay là thằng... Chào hay ông bà. Ôi chào bác Vương, bác vào uống nước. Ngại quá. Nước ở nhà tôi có sẵn không hiểu không? Sao thế bác? Sang đây thì hôm nay là 29 Tết rồi. Tôi nói luôn, gia riêng là cũng không phải dặn ngõ ăn hỏi gì đâu. Chuyện của thằng Quang với con Thắm coi như là kết thúc tại đây nha. Okay, con bác. Thái với thằng Quang là dừng hình, không cần đi sâu đi xa làm gì nha. Bác ơi, sao lại thế? Có mỗi cái chai rượu thôi mà, để em lấy cho bác mấy chai rượu mạnh hơn, ngon hơn. Này, bà đừng nghĩ tôi uống rượu mà bà nói về cái chai rượu nhá. Cái chai rượu chỉ là cái chuyện nhỏ, đối với tôi là tầm thường và bình thường. Cái việc lớn là việc khác. Việc gì bác? Ông ơi. Đây này, mà nhìn mặt tôi đây này, việc gì nhìn mặt đây này. Tôi biết là tôi làm sao? Tôi sai, tôi biết là tôi sai rồi. Bà có chồng không biết dạy chồng. Để nó sang nó đống thằng thông gia tương lai vỡ mặt như thế này. Đòi thì đòi cái lịch sự nhẹ nhàng một câu. Rồi thì vào lao thẳng như cái thằng trộm cướp ấy. Xin lỗi nha, không nhẹ cái thằng Quang à. Thì tôi đấm nó vỡ mặt nó ra luôn kìa. Ở qua đây ông cũng đấm vào mặt tôi đây. Chứ còn ông có kém gì tôi đâu. Thế bây giờ thống nhất thế này nhá. Ngày nay tôi cũng nói luôn. Cuối năm rồi. Thứ nhất là Tết ông bà không phải sang nhà tôi nữa. Đấy là việc đầu tiên. Việc thứ hai, bảo cái thằng Quang cũng đừng vác mặt sang nhà tôi nữa. Việc thứ ba, cái chuyện thằng Quang với con Thái kết thúc. Ông ơi, thế là đổ vỡ rồi. Bác làm ơn cho em hỏi có con Ngọc Ngà nhà em giấy không? Ngọc Ngà ơi! Úi dồi, thì chả giấu gì các bác có mỗi một bóng con gái. Quy nó quá, đặt nó tên là Ngọc Ngà. Ấy vậy mà mẹ nằm ôm sắp chết kìa mà nó bỏ đi từ sáng chưa thấy về. Ngọc Ngà cái kiểu gì nó như là con gà ấy. Sảnh ra khỏi chuồng là đi tìm gà trống luôn. Con này chứng tỏ là bị cái bệnh giải tim rồi. Khổ lắm cơ. Có nghĩa là suốt ngày nó đi tìm dai đấy. À các bác ơi, các bác làm ơn cho em hỏi. Không hiểu sao cái con Ngọc nhà em ấy dạo này toàn thấy hát cái bài gì mà dân ca quan họ khách đến chơi nhà, không hiểu cái làn điệu nó có cái gì mà nó hấp dẫn thế. Các bác phân tích hộ em cái nhá. Cái bài đó là cái bài khách đến nhà là hát, khách uống trà là pha, khách đi xa giữ chẳng cho về, giữ lại để làm gì? Giữ lại để làm gì? Rằng người ơi sao nỡ vô tình, rằng người ơi hãy ở bên tôi. Ở bên tôi rồi người đừng về đêm nay. Ô, bỏ mẹ nhỉ. Ở bên tôi đừng về đêm nay. Thế có nghĩa là giữ lại để ngủ cùng à? Có đúng không các bác? Có đúng không? Vậy các bác cho em một tràng vỗ tay để em cấm cái này. Từ nay không được hát nữa. Mà đặc biệt là còn cái bài nữa, cái bài dân ca của Nghệ An nó mới lại nghe nó mới lại khó chịu. Cái bài này, bố em có đánh em 90-100, đánh rồi em lại dậy, mà em vẫn nhật tâm. Em yêu cái thằng mà bố vừa đánh ấy. Lạ nhỉ. Cái bài hát ấy mà tại sao bấy lâu nay người ta vẫn hát được? Ca ngợi một tí tình yêu thì có phải là con cái là bất hiếu không? Cấm cửa trước rồi luồn cửa sau, con cái mất dạy. Con Ngọc Hà đâu rồi? Ôi giời ơi, về phải cho nó một trận. Không thể để nó cái kiểu này nó... Bố, à, con chào bố. Mày đi đâu từ sáng đấy rồi? Bố, đừng cáu. Cáu mất phong độ, mẹ con nhìn thấy lại lâu khỏi ốm. Bố mày như thế này còn phong độ cái gì? Phong độ chứ. Mày cầm cái gì đấy?
Con nó cầm gì đâu ạ? Cái gì đằng sau? Đưa tay đây. Giấy ạ. Ôi thôi chết rồi. Lại đi mua giấy để viết thư cho thằng Đoành phải không? Không ạ. Hả? Không ạ. Thế mua giấy để làm gì? Con để viết đơn xin đi bộ đội ạ. Úi dồi, này. Mày có bị quạt trần rơi vào đầu không hả con? Không ạ. Hả? Con gái có đứa đi viết đơn xin đi bộ đội mà ra cái chỗ tuyển quân thì toàn đàn ông đàn an cả, mày con gái mày chui vào đấy thì thôi chết rồi. Mày vào đây tí tởn phải không? À mày xí sớn rồi mày tăng 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 cho ấy phải không? Bố, không phải là con vào đấy để xí sớn đâu, cũng không phải là để tí tởn, không phải tăng 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 như là bố nghĩ đâu. Thế vào đây mà nhố nhăng à? Con vào để xin đi làm học y sĩ để về chữa bệnh cho dân làng cả mẹ con nữa. Cái gì? Mày mà chữa bệnh nhá? Vâng. Chữa bệnh cho mọi người ốm thêm à? À, mà thôi không nói nhiều nhá. Ra đây. Bố nói lại một lần nữa nhá. Bố cấm con từ nay không được lằng nhằng với cái thằng Đoành nhá. Sao? Thằng Trạch Văn Đoành nhé. Tên gì mà tên là Trạch Văn Đoành? Gấm gọi cho xong đâu hết cả mồm thế này. Mày lấy cái thằng Trạch Văn Đoành về rồi mày đẻ con, mày đặt tên nó là một thằng Đùng, một thằng Đoàng nữa nhá. Để cho cả nhà luôn luôn có chiến tranh ấy. Hả? À, đúng không? Bố nữa. À đúng rồi, có tiếng chó rồi. Bố mới lại nhớ ra. Bố đã bảo con rồi, yêu cái thằng Tuất ấy, cái thằng bán thịt chó ấy. Nó phong độ như thế, nhà nó có điều kiện bán thịt chó ở đầu làng đông khách như thế, sau này nó có một đống tiền nó lo cho con được, con hiểu không? Bố nữa, cái thằng vô công rồi nghề ấy, cái thằng chuyên đi ăn trộm chó nhà người ta. Ê, đấy là ngày xưa nhá, bây giờ nó là ông chủ bán thịt chó rồi. Thế bố có biết làm sao con không yêu nó không? Vì sao? Vì nó cứ trêu con đi. Con ơi, như thế là nhà ta có phúc đấy con ạ. Con có thấy là các cụ bảo rồi, làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu, làm lều cho người ta ở, làm phở cho người ta ăn, làm chăn cho người ta đắp, làm nắp cho người ta đậy, làm gậy cho người ta chống. Chống gì bố? Chống là người ta đi cho đỡ mỏi ấy. Và con vẹo cái gì? Con không thích nó. Cái gì? Con không thích nó. Con phải lấy nó nhá, không có nói nhiều. Thôi vào trong nhà để chuẩn bị đi, con đón thầy đến để cúng cho mẹ, không mẹ nó ốm nặng quá rồi mới cứ bỏ nhà mới đi thế à? Con không à? Đón đâu. Cái gì? Đi vào trong nhà. Còn một cái nói cầu cãi cầu cứ nhèm nhèm. À, tiếng chó có nghĩa là đã có thầy về. Ôi trời, thầy về rồi, cùng với nhà em đi. Ôi trời, thế là bà chân chê. Bà ơi, cái gì đấy? Dạ, cháu chào bác ạ. Đoành vào. Dạ vâng ạ, cháu Đoành ạ. Đoành đi vào. Dạ vâng ạ. Ôi trời, trông hoành tráng nhỉ. Dạ. To cao phong độ. Cao đến 1m8 không? Dạ. Này, thế đến đây làm gì đấy? Bác ơi, em Ngà nhà mình có nhà không ạ? Không ở nhà đấy, nó đứng đường à? Hỏi thế mà hỏi. Tóm lại quan hệ thế nào với cái Ngà? Dạ bác ơi, cháu với em Ngà quan hệ 2 tuần một lần ạ. 2 tuần chúng cháu gặp nhau một lần ạ. Thế quan hệ như thế nào? Dạ cháu với Ngà là bạn thân ạ. Có thân không? Dạ rất thân bác ạ. Rất thân à? Dạ. Cực kỳ thân không? Dạ có ạ. Ngoài cái Ngà ra có thân với ai nữa không? Dạ không ạ. Bố mẹ nó có quan hệ không? Dạ không ạ. Tốt. Mày nhớ cái mồm mày nói nhá. Không ạ bác ơi. Không thèm quan hệ với bố mẹ nó nhá. Dạ bác ơi. Bác ơi dạ cháu mời bác ngồi ạ. Nhà bị lộn lóc à? Dạ à, có. Cậu là khách mà lại cậu mời chủ nhà ngồi. Hả? Cậu có bị điện giật không? Hả? Này. Dạ. Cậu là không đủ tư cách để mời tôi ngồi nhé. Nhưng riêng tôi là đủ ngũ cách để tôi tự mời tôi ngồi. Đây là tôi ngồi đây. Dạ bác ơi, cháu mời bác nước ạ. Nước này ở đâu đấy? Dạ nước nhà bác ạ.
nước nhà tôi mà anh lại mời tôi. Cảm ơn anh. Tôi cũng lớn rồi. Nếu tôi khát thì tôi tự rót tôi uống được nhá. À bác ơi, cháu mời bác hút điếu thuốc cho nó thơm mồm ạ. Dạ. Có mùi gì không? Dạ không ạ. Thế không có thuốc của anh tôi tối mồm à? Mời bác hút điếu thuốc cho thơm mồm. Dạ bác ơi, ý cháu không phải vậy ạ. Dạ. Không phải thế thì phải thế nào đó? Ăn nói lồm cồm ba lăng nhăng. Thôi tóm lại thì bây giờ thế này. Dạ. Ôi giời ơi, nhìn đúng là hoành tráng. Dạ. Đoành vào. Dạ vâng ạ. Đoành rất hoành. Thôi bây giờ thế này nhá. Dạ. Nhà bác đang có rất nhiều việc, bận rộn lắm. Thôi xin phép, xin lỗi cháu đi về đi nhá. Nhà đang có rất là nhiều việc. Đi. À, bác ơi. Cái gì? Cháu nghe em Ngà nói là bác gái nhà mình bệnh nặng lắm phải không ạ? Đúng rồi, thế làm sao? Bác ơi, cháu phải xin phép từ trên đơn vị cháu phi về đây ngay này. Đây này, cháu có mua cho bác gái ít thuốc để bác gái uống cho đỡ bệnh ạ. Mày phi về bằng ngựa à? Cháu chạy bộ về đây bác ạ. Thế mày phải mà nói là mày chạy chứ. Phi về đây như là phi trâu phi bò ấy. Dạ đây đi. Mày mua thuốc cho bác gái á? Dạ vâng ạ. Thuốc gì mà như cái gói đánh bả chuột thế này? Thuốc cháu mua đấy bác ạ. Đúng không? Dạ cháu mua. Này. Dạ. Ăn cắp à? Bác nói thật đi. Cháu mua đàng hoàng đấy, cháu làm gì có tính ăn cắp bác. Tiền đâu ra mà mua? Thì tiền cháu tích cóp được đấy. Nó vẩn. Ăn cắp thì cứ nói là ăn cắp. Nhìn mặt mày tôi thấy giạt lắm. Nhá. Lúc ngay lúc đầu tiên mày vào đây mày nhìn bác ấy. Bác bắt vị mày ngay. Dạ. Mắt mày rõ ràng mồm mày chào bác, một mắt mày nhìn bác, nhưng mà một mắt bên kia nhé, mày đưa vào cái phòng bên trong mày nhìn con Ngọc Ngà kìa bác nhé. Kìa bố. Mày đừng có đùa với. Bố, sao bố lại nói như thế với anh Đoành? Mày ra đây. Anh Đoành. Tao nói thế mà không đúng à? Anh Đoành, anh đến lâu chưa? Lâu rồi. Anh đi đường có mệt không? Mệt. Anh ăn gì chưa? Rồi. Ăn gì? Ăn phở. Thế hôm nay xin phép đơn vị xuống để thăm mẹ em à? Đào ngũ. Đừng ưa cái thằng này. Tuổi gì mà này, xin được nghỉ phép về. Bà làm nhằng. Này đòi nha. Dạ. Bây giờ bác nói với cháu thế này nhá. Mời nó chén nước đi. Cho nó để anh, cho nó đi anh, về. Em mời anh ạ. Ừ anh xin. À, cảm ơn em. Kìa bố. Cái gì? Không đúng à? À, bây giờ thế này nhá. Dạ. Cháu cầm lấy thuốc ấy nhá. Dạ. À, cuối năm rồi đơn vị cũng rất là nhiều việc bận rộn. Thế theo bác này cháu nên về đơn vị ngay nhá. Không người ta báo động đấy. Nhà bác cũng nhiều việc lắm. Thôi đi về lên đơn vị đi. Ơ bác ơi. Nhưng mà cháu đang được nghỉ phép mà. Được nghỉ phép á? Dạ. Thì bác hết phép luôn. Nhá. Hết phép. Đi về. Đi. Dạ cháu chào bác, cháu về ạ. Thôi không phải chào, đi cho nó nhanh. À bác ơi. Tí nữa cháu lại quay lại đấy. Mày cứ quay lại tao quại chết đấy. Tí nữa cháu lại quay lại đấy. Bảo mày về cơ mà. Tí nữa cháu lại quay lại đấy. Bố. Mày thấy chưa? Bố ác lắm. Ôi giời ơi. Mày nhìn mày với thằng Đoành ấy cho nó đẹp đôi không? Mày thấp như thế này mà mày yêu cái thằng cao ngổng như thế à? Hả? À? Trông nó đùa có xứng đôi không? Hả? À? Úi dồi ôi, còn mấy cái rồi. Đấy, các cụ đã nói rồi. Con không nghe lời cha mẹ là trăm đường con hư mà này. Đã bảo nó lấy cái thằng tốt rồi. Thằng tốt, tốt người, tốt dạ như thế. Làm ra của cải vật chất như vậy mà nó cứ không nghe. Mỗi lần mình đi làm về, bao giờ nó đi qua nó dành cho mình một cái phao câu chó. Bố vợ tương lai mà nó quan tâm thế rồi là cả một cút rượu nữa. Mày có biết nó có hiếu như thế không Ngọc? Có thể lại theo dài rồi à?
Ôi trời, đúng thầy, thầy đến rồi. Ngọc Ngà ơi, thầy đến rồi. Ngọc Ngà ơi. Giữ chó cái. Chó. Nhà giữ chó cái. Ngọc Ngà ơi, giá thầy, thầy đến rồi. Chó mày mà mất chạy. Chó, ra phải giữ chó cho người ta chứ. Điên không chịu được. Con cắn nó đâu rồi? Con chó nó ngó thầy à? Cắn nó rồi. Phải giữ chó chứ. Đã không nhưng mà con xích rồi mà. Chết rồi mà xích như bảo. Ô thầy thầy. Hôm nọ thì khấn cho nhà thằng Vượng Dâu ấy. Ừ. Khấn xong ra đòi tiền. Con chó chơi hát phát luôn. Ừ. Hôm nay thì đã khỏi đâu. Theo dõi 10 ngày. Con chó mà không chết là mình yên tâm. À đúng rồi. Cái thấy hôm trước Vượng nó nói là thầy bị chó cắn vào. Ừ. Nó nhưng mà nó chỉ đấm thôi nhẹ. Đấm gì nó làm hai phát gì? Hai phát à? Ừ. Đã chảy máu chưa? Chảy rồi. Chảy rồi à? Ừ. Ôi giời. Một giọt máu sáu bát cơm đấy. Ui giời, cậy đấy. Ừ. Thầy đi đường chắc là vất vả. À đây rồi. Đây đây, cứ để đây cho thầy. Thầy bỏ cái túi ra. Nhá. Này. Thầy đi đường xa. Khát quá. Này. Có cái tí nước mát thì uống này. Vâng, nhà con có nước đá đấy thầy. Không, cái nước này, cái nước... Nước này, nước cất này. Nước này uống là... Nước cất để tiêm ở đây. Không, nước này là nó giải nhiệt. Nhá. Nước cam. Không phải, rượu ấy. À, ôi trời. Rượu, thầy bảo nước mát. Thầy cứ phải... Thầy phải nói là nó cay cay. Ôi, đây em biết ngay mà thầy là cùng đội tuyển đấy. Đấy. Riêng rượu thì tôi là đúng chất của em rồi. Không chai rượu đâu. À, nhưng mà thôi, tôi thấy à. Rượu đâu? Tôi, theo em thế này. Thầy cứ cố gắng thầy cúng cho nhà em đi đã. Nhà em nó khỏi. Xong rồi em với thầy thi đấu luôn. Cười, cúng nó có giờ, thờ nó phải có chất. Ôi rồi, Ngọc Ngà đâu rồi? Mang cái chai rượu đi cho bố nào. Mang chai rượu đây. Ôi rồi. Cái nhà không có rượu không cúng được. Mày thế gì đi. Ôi nó giấu rượu đâu nhỉ? Nó mang rượu đâu? Con Ngọc Ngà nó giấu rượu đâu rồi? Đây. Thầy ơi. Hả? Đấy nó này nó lo sức khỏe cho thầy đấy. Nó mang rượu ra mà thầy uống vào tí sợ thì thầy thì cúng nhầm. Thôi không có rượu được. Sợ nhất là thầy cúng cho những người khỏi bệnh thì không khỏi thì thầy thành gọi hồn thì chết. Uống tạm nước trà. Thôi rượu không có thì bây giờ khe. Thầy uống cho nó đàng hoàng sao phải dùng không cái mút thế này. Nước trà nó nóng uống này nó dần dần à. Vào phát cái nước uống ạ. Thầy chơi hơi kỹ. Thế đâu? Cái gì ạ? Cái chuẩn bị vào cúng đâu? Đèn dầu à? Không. Thầy giết cái con này mà cười. Chính thế nhỉ? Cấm con anh Đoành con không cho rượu nữa đâu. Cười à? Mày là cái đấy. Con này phải con gái tôi đánh chết lâu rồi. Ôi, thầy rượu dùng, thầy dùng ống hút thế này á? Này, cái này là nước mấy ạ? Dạ, nước một ạ. Năm gì một? Dạ, một đến một thế thầy. Một rưỡi thôi. Sao một rưỡi là thế nào? Thầy nhấm mãi rồi thì quen. Không, nước một thế ạ? Ừ, thì nó một rưỡi. Nhá, tôi làm phát tập đấy cho nhau. Ôi dồi. À, phấn khởi. Này, cái kia đâu? Uống được, cái kia đâu? Dạ. Cái gì? Tiền ở đây. Ừ. Có không? Nhanh lên. Nhà em ốm lâu quá thì dạ, tiền tiêu hết mất rồi. Ổn cười, chả chuẩn bị cả. Thầy chuẩn bị thầy cho em vay. Ôi dồi chết. Càng quý thì vứt lung tung ấy. Con cái cái ông này nó rất luộm thuộm ấy. Có vay tiền không? Dạ vâng, thầy cho em vay. Vay lại ấy. Vâng, lại. Không phải 100%. Lãi suất bao nhiêu ạ? Không phải 100%. Này, đếm đi em bao nhiêu? Có ai hỏi vay cứ bảo tôi nhá. Đang nhiều tiền. Thầy ơi, hả? Ngoài việc thầy đi cúng, thầy còn cho vay nặng lãi à? Không, vay từ thiện thế này, vay nặng lãi cũng cười. Sao là lãi suất không phải 100%? Tiền mới hay chứ gì? Sao thế tiền? Thôi, tiền nào vay rồi nhá, bao nhiêu? Dạ đây... À. Còn thiếu 30.000 nữa thì tròn 100. Ôi trời.
Chứ cứ nói là 70 thì gần 30.000. Dạ vâng, thế học thầy đấy. 70 nhá. Vâng. Sau trả là vâng. 700.000. Đấy, xong. Bây giờ chuẩn bị đấy, chuẩn bị đấy. Thầy ơi, cái tờ này bị rách rồi thầy ơi. Thầy, thầy đổi cho em cái. Hả? Thầy đổi. Anh vẫn tiêu được mà. Không tiêu được đâu. Không tiêu được. Rách bây giờ người ta có lấy đâu, đưa thầy đổi lại cho em cái. Xuống kia tiêu được hết. Hả? Xuống kia là cái thành tiêu được hết. Các thánh tiêu được không? Tiêu được. À thế à? Ừ. Thôi mà thầy cứ đổi cho chắc nhớ rồi. Ừ, thế được các thánh này lại mất vào không? Thế sau giả thành 3 tờ. À, vâng vâng. Đưa tờ này. Vâng. Đấy. Thôi đi bảo con gái ra đây cái. Vâng. Bảo con gái ra đây cái. Ừ. Nhìn con bé xinh thế. Ờ. À. Ngọc Ngà đâu? Dạ. Mày mang cái giả với cái chiếu ra đây. Ừ. Nhanh lên em ơi. Lâu quá. Thầy ơi, cháu nó còn ít tuổi. Vâng. À, vâng. Thế để từ từ đấy nhá. Giải chiếu ra. Mời thầy ra đây. Cháu giải chiếu đi em. À đủ, chít nữa trăm rồi. Ôi dồi ôi, vừa nãy con chó nó đuổi chít tù thế cả con. Ê, chạy đây đi. Giải chiếu ra, giải chiếu. À đủ rồi. Cái gì đây? Hả? Mày giải kiểu gì đấy hả? Bố bảo con giải chiếu, đưa con giải chiếu. Mày giải như thế à? Quất cả con mặt thầy. Bắt nó làm. Đấy, ông cứ ngồi đây, cứ bắt nó làm. Đây ra đây giải chiếu con. Yêu quá cơ. Ôi giời, cái gì đấy nhỉ? Em ngồi đây, ngồi đây. Này em cứ từ từ ngồi đây đã, ngồi đây. Tôi phải hỏi con gái trước. Bao giờ cũng phải hỏi con gái trước. Ngồi đây, ngồi con. Ngồi đây em. Ôi giời. Năm nay 3 tuổi. Năm nay 3 tuổi. Thầy hỏi tuổi làm gì? Tôi thì biết chứ, thì con cúng mà. Không phải việc của thầy. Ô hay, cái con kia. Thầy hỏi thì nói cho nó ngoan này. Ừ. Thầy còn biết tuổi thầy cúng chứ. Đúng rồi, biết tuổi. Mình biết tuổi con gái thì mình lái sang tuổi của mẹ. Đúng không? Nè, thầy sang tay. Thầy ấm nhỉ. Thầy cứ làm gì á? Làm gì đâu, đang xem tay thì có gì đâu. Này, anh nói thật nhé. Thầy. Cái gì? Em giống người yêu anh ngày xưa quá. Con. À, con giống người yêu anh ngày xưa quá. Thầy. À, ừ. Cứ nhìn lại thấy nhớ. Bố thầy đến cúng hay đến hỏi con? Ôi con này để thầy hỏi chứ mày phải trả lời cho nó nghiêm túc chứ. Đang tâm sự đấy mà, cái chuyện ngày xưa đấy. Ôi dồi ôi, giống như đúc luôn. Đấy, giống cũng kinh khủng. Đấy, đây này nhất là cái tóc này. Đấy, tóc Lào ra tóc Ý. Sợi mì ra sợi miến. Thì tóc nào chẳng ra tóc Ý thì như nào? Sợi liên ra sợi dối. Bố hỏi thầy có cúng không, con đi vào đây. Có cúng với cái từ từ. Thế mày trả lời cho nó nhanh nhanh thì thầy còn cúng. Con cũng trả lời thế rồi. Này. Nhìn em như người yêu quá. Nhiều từ từ đấy nhá. Thầy khẩn trương thầy cúng cho con thế thầy. Dù biết tình yêu không thể gian sinh cũng không hề cháy mượn, nhưng từ bóng tối cô đơn tôi vẫn thầm mong có người dẫn tặng cho mình. Tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón một ấm tình, xin hãy cho tôi một lời tha thiết, một tuổi hẹn hò hai một bận đón đưa, để hết lang thang trên phố vắng chiều mưa, nghe gió suy tư thôi lạnh giữa tâm hồn. 30 tuổi đời thêm chẳng nỗi cô đơn, tên vẫn gọi tên mà thuyền chưa đổ bến. Anh nhớ người yêu một tí thôi mà. Thầy đến đây cúng với thầy lại hát nữa. Thì phải người ta phải tâm sự một tí. Đây sau đấy nhá, cứ tưởng lấy được nhau. Thế nào cái cô kia nhà cứ chê là cái gì vô đối nhỉ? À muốn đăng không muốn đăng hồ đối. Thế bỏ nhau thôi. Hồ đối. Ờ, thế đấy. À hả? Nhà em bây giờ đang nguy cơ lắm rồi. À thế à? Vâng. Thế thầy cúng cho nhà con cúng nhanh đi. Ôi dồi ôi. Quần áo này. Đây được không đây? Đúng rồi, đấy, đặt vào đây. Con để vào đây con. Đấy. Ui giời.
Này có vay tiền hay lại cho vay. Ôi trời ơi, vừa đi cúng nghe đám kia xong rồi à, nhà nó ăn cho ăn thịt gà chắc hết rồi chắc. Khổ thế. Ôi trời, thầy có cả tô lô vít rồi thầy. Chưa vợ nó bắt về sửa cái ống nước của bác mang luôn để tô vít. Nhặt vào cho anh đấy em. Nào nhặt được rồi. Ôi trời ơi, mở cái đầu ấm dương ra đây. Đấy, bắt đầu nhá. Nào, cùng ngồi xuống thành tâm nhá, Thành tâm ạ? Ừ, phải thành tâm thì bà mới khỏi được nhá. Bắt đầu đây. Bắt đầu đây. Cái chuông đâu nhỉ? Cái chuông đâu? Ôi trời. À đây. Ồ, chết nhỉ. Bắt đầu nhá. Vâng. Thầy ơi. Hả? Con đổi lễ hay là con của con đổi lễ nhỉ? À con đổi lễ. Ừ, bố khấn. À, nhớ. Con khấn. Khấn thành tâm rồi. Cái con Ngọc Hà mày đổi đây. Nhanh cho mẹ nhanh khỏi nhanh con. Rồi. Bắt đầu này. Âm vương tuyển tu chế tình sân nhổ hương đạo. Cái này giả quá thôi. Thôi này. Ê. Đạo cái gì? Tôi vừa cúng thôi thầy này. Áo. Cái này thế nào? Áo này lấy hơi. Lấy hơi cho đó mệt như ca sĩ đấy. Đấy. Không phải hỏi. Tôi cúng không giống ca sĩ à thầy? Ôi, phải giống như thế phải lấy hơi. Phải vâng. Làm bắt đầu này. Bà nhà này ốm đã lâu. Khấn. Trước đây sức khỏe như trâu sống tuồng. Chuối thì ăn hết một buồng. Thịt gà gặm đút cầm giường đầy trương. Này ôm xin thanh xót thường. Thầy ơi! Cho bà ấy một con đường là quy tiên. Thầy! À cái gì? Thầy cúng cho mẹ con ấy, thầy rủa mẹ con đấy. Ở đâu? Đó là quy tiên. Quy tiên là quy tụ về gặp mấy bà tiên chứ có quá cái gì đâu. Đang rồi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con cãi thầy. Không được cãi thầy. Nào, thành tâm nhá. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con này với chín phương trời mời với chư Phật chư mày mời phương. Con Nam Mô Bồ Tát Bát Vạn Kim Cương cá đẻ gầm giường gà kêu ngang. Con này thay mưa bãi về phù hộ đồ trì cho gia đình tên gì nhỉ? Bố con tên là Phan Song Lứa. À, về phù hộ cho gia đình ông Lửa Song Phán. Phan Song Lứa. Hả? Cái gì? Bố tên là gì? Phan Song Lứa thì ta đọc cho trơn mồm là Lửa Song Phán. Thế làm sao? Đang khấn mày cứ chia vào mày. Chứ có vay tiền mày nhá. Nó giữ được mọi chuyện. Mày mới để cho đây cho nó chắc. Con Nam Mô Thánh Dồ Đàn Đồ Thánh Âu Lạc A Luân Xô. Nam Mô Văn Chất Tự U Đại Tít. Nam Mô Chị An Văn Đạo Tít. Nam Mô Thầy. Thầy cùng với thầy cá bóng đá đấy. Mấy thánh này còn thánh Tây ấy. Thánh ngoại người ta mới ứng. Nghe chưa? Đã được cái hai chồng đều ông thương nha. Bây giờ xin này. Thôi thì cho thương cho kiến chủ về cho bà ấy mau lành bệnh. Vừa nãy con nói quy tiên nhưng không phải. Bắt đầu nhá. Xin này. Đâu rồi? À, tìm hộ ai cái đồng ấm chương cái? À, đây rồi. Này, hay không? Dạ. Thấy ông thương không? Đâu? Đây này, cho luôn này, xong rồi. Bàn chăn nào? Vâng, đây. Bàn chăn gì? Thầy xóc đĩa. Chị xóc đĩa là có cái tích từ cái này ra đấy. Ê! Nó có từ cái này ra thì thầy mới vận hành được. Đây, hay không? À, đấy, hay thì rất hay nhưng mà bắt đầu thấy nghi thầy. Nghi gì đâu, có nghi gì. Nghi nhà. Thầy đến đây từ nãy giờ thầy đổi tiền, cho vay tiền. Không, cứ yên tâm. Tôi vay xong đặng lãi. Người ta kết hợp kinh doanh luôn mà. Xong rồi kết hợp thầy tán gái. Đúng, có gì đâu. Xong rồi bây giờ thầy lại còn chơi kiểu sóc không, 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 bình tĩnh, bây giờ bắt đầu đến này. Bây giờ hay này. Nhanh. Nào, thành tâm rồi nhá, thành tâm này. Nào.
Nam mô. Em đeo vào mặt, em đeo vào mặt. Ôi đau bố, chi là Phật. Mà tỏ mà gà, mà trâu mà bò. Cút hết, treo hết. Cút hết, treo hết. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi, thiêng quá. Đấy đấy, cho xem khỏi khỏi bệnh chưa. Đấy, cút hết rồi, treo hết rồi. Tất cả bệnh tật là treo hết, cút hết rồi. Tiền bố con đặt lễ đâu hết rồi thầy? Tiền anh cho vay gốc thì vẫn để đấy. Gốc nào à? Tiền bố con đặt ở đây đâu ạ? Ở đây. Bác Thánh lấy hoa quả hết rồi à? Hả? Vâng ạ. Đây về thụ lộc hết rồi. À. Ừ, xong hết rồi. Bác Thánh mà thụ lộc mà lấy hoa quả, ăn hoa quả lấy tiền rồi thì chắc là nhà con sẽ sắp khỏi rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ôi thế thì mừng quá. Mừng quá. Sắp bài thế nào bác? Xong rồi. Đấy nhớ cái tiền lãi rồi. Bố. Bố ở đây, con vào xem mẹ nào. Khỏi là cái chắc. Con không đứng đây nữa đâu. À? Mỏi gối lắm. Thì con vào xem mẹ thế nào đi con. Chắc là bây giờ mẹ khỏi rồi đấy. Anh ơi, cái gì đấy? Con này. Nó vẻ yêu mà. Nó chết đi nè. Con hai quả. Mẹ này. Khát quá. Thôi thế xong rồi nhỉ. Thế thế tiền nào sau là cứ trả hàng tháng nhá. Nhá. Ê, hả? Túi của thầy sao nhiều hoa quả thế? Hoa quả thì vừa đi khấn rồi cái... Bố! Bố ơi! Ôi. Mẹ con tỉnh rồi bố ạ! Đấy! Tỉnh rồi à? Vâng ạ! Ôi thầy, tốt quá đấy! Thầy khấn cho thầy tỉnh rồi phải không? Thầy cực kỳ là cao siêu! Xin diện! Xin diện! Bố con... Bố! Mẹ con tỉnh là do uống thuốc của anh Đoành đưa cho đấy! Thế mà lúc nãy nỡ đuổi người ta về! Cúng nào mà cúng! Thuốc của anh Đoành! Chính là thuốc của anh Đoành! Vâng! Mẹ con khỏi! Vâng! Mà tại sao bây giờ bố gọi anh Đoành mà mồm mố này cứ trơn thế nhỉ? Đây này, bố nhìn thế này. Hả? Đây này, trong đây này, túi đây này. Đâu túi? Đồ cúng ở trong đây hết đây này. Đây bố vào xem đây này. Đây này. Đâu? Đây toàn hoa quả mà thế đây. Ông có cúng gì đâu. Tiền ông cũng cho hết vào túi rồi. Tiền bố mày vay cho tao. Thầy ơi. Vay. Thế hoa quả là thầy bảo thầy cúng ở đám trước mà. Cúng ở đám trước mà. Nhìn nó quen lắm. Thì cái con quả nào nó chả giống quả nào. Không, cái quả này. Không, cái quả này thật sự là vừa nãy vơ ở đây thôi. Đây giả luôn. Thấy đâu. Cái đồ này người ta. Còn nhiều thế này. Đi. Thầy bảo các thánh thụ lộc đâu cũng đổ. Thôi chết rồi. Này, cả tiền bố này. Cả tiền này. Bao nhiêu tiền của bố này. Tiền bố mày vay không. Được rồi, cán trổi rồi bố. Bố ở đây xử lý nhá, con bảo xem mẹ nào. Tôi em xin phép mẹ. Ông đứng lại ngay. Thằng thầy dởm kia. Tôi chết rồi, đứng lại ngay. Cho. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đuổi cho đuổi thầy. Chó thầy. Chó thầy. Ôi trời ơi. Đây. Em. À. Em. Lừa cái kiểu thầy lừa nhá. Thầy đểu nhá. Dám giả vờ làm thầy đi lừa đảo à? Em xin phép có ý kiến. Em xin phép có ý kiến không? Bây giờ có ý kiến gì? Em trả mấy quả kia. Mấy quả đấy gì? Vâng. Không lấy nhá. Bây giờ phải cho lão chừa cái tật từ nay trở đi. Đừng đi lừa đảo gia đình nhà khác. Thấy người ta tin tưởng, người ta lo lắng cho gia đình vợ con mà ông nỡ đi ông lừa đảo như thế nhá. Bác cái mồi ai rồi. Em lại xin phép bố kia. Ông. Em cho vay hết rồi đấy, em không hoàn lại ạ. Được không? Thế được rồi. Vâng. Ông nhớ cái mồm ông nhá. Vâng. Được rồi. Vâng. Bây giờ tôi vào thăm vợ tôi. Vâng. Vợ tôi khỏe rồi. Vâng. Rồi sau này tôi đi trả tiền ông sau ông cứ vậy. Đi về. Tôi dắt ông ra không thì chó nó cắn ông chết. Đây. Ông chừa cái tội của ông nhá. Vâng em biết rồi. Đây. Cái này tôi để tôi giữ lại. Không như em xin. Rồi rồi. Ông lại đi lừa người khác thì không em không rồi em về em truyền. Em truyền cho con em. Em về em cất đi. Ôi, ông lại truyền cho con ông đi lại. Cả họ ông lừa đảo à? Thôi em xin. Thôi đi về đi. Dạ vâng em về. Ôi. Tôi quay lại chào mọi người cái đã. Tôi về con Ngọc luôn rồi. Nhổ cái mồm thôi. Nhỏ cái mồm thôi, cháu bảo nhỏ cái mồm thôi mày. Trời ơi, ai mà... Thôi đừng khóc nữa. Tôi mà, tôi xin mình mà, nhỏ cái mồm thôi. 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 Vả cho phát mồm bây giờ.
không phải là tôi phũ phàng với mình, nhưng mà nói nhỏ thôi, cậu mà biết là chết đấy. Bây giờ tính thế nào thì tính đi. Bụng phun ra rồi đây này. Thầy ở quê mà biết, chỉ có nước cạo chọc đầu bôi vôi thả bè trôi sông thôi, mình hiểu không? Biết rồi. Nhưng mà đã bảo nói nhỏ thôi, cậu mà biết nó đuổi ra khỏi nhà đấy. Cứ từ từ để tôi tính, đừng có làm tôi rối trí. Từ từ đến bao giờ nữa? Mà tất cả là tại mình ấy. Sao lại tại tôi? Tôi nói thật nhá, nếu như mình không đồng ý, mình không thích thì làm sao mà nhích được? À, biết ngay mà, đồ sở canh đồ đèo. Thế lúc đầu đứa nào dỗ ngon dỗ ngọt người ta, đứa nào đổ nước đường vào tai người ta. Cho anh thơm một cái vào má, lúc ấy người ta biết thừa là ý đồ xấu nhá. Nhưng mà cứ để yên xem sao. Được đà lấn xuống cổ, người ta cũng biết thừa là ý đồ xấu. Nhưng mà cứ để yên xem sao. Được đà nhảy bổ xuống sâu, người ta cũng biết thừa là ý đồ xấu. Nhưng mà cứ để yên xem sao. Đấy, tại là cứ để im xem sao ấy. Thế mà có phản ứng một tí, có phải người ta phà dừng đúng lúc được không? Không có gì xảy ra không? Đằng này còn thích cơ, mắt thì lim dim, tim ngừng đập cơ. Rời thì rét căm căm, mấy cam mấy bưởi cứ chịn khắp người, nóng như hai hòn than, bố ai nhịn được. Mà tôi nói thật với mình nhá, đừng có tưởng một mình thiệt thòi nhá. 37, 38 cái xuân xanh này chưa mảnh tình vắt vai này, tự nhiên ấy, một tí là mất trắng. Đúng là không cái dạy nào bằng cái dạy nào các bác ạ. Khôn 3 năm dạy 1 giờ. Lấy đâu ra 1 giờ? Chưa đầy 2 phút ý. Biết giờ lại còn nói xấu người ta nữa. Không à, 2 phút được khá lắm rồi đấy. Kéo xe cả ngày kéo được 2 phút thôi. Các bác mà làm đụng vất vả như em có khi còn phút rưỡi. Mà không hiểu hôm đấy em đã làm cái gì đâu. Mới loanh quanh ở ngoài ngõ thì chó này chửa được ý. À, sao nói thế à? Ôi. Tính thế nào thì tính đi, bắt đèn đấy. Tôi xin mày, tôi xin mày, đừng có kêu to nữa. Đừng có kêu to nữa. Im mồm, thôi thôi được, tôi thương. Tôi sẽ có trách nhiệm mẹ của mình. Cái bảo im mồm cơ mà. Tôi thương mình nhá. Đừng khóc nữa. À, cơ hơi. Ôi, ông à, ông chưa ngủ à? Lại ông chưa ngủ ạ? À? Ngủ làm thao được, chim với chuột nó hình hịch thế ngủ vào mắt à? Đã thế nó này còn rau thơm nhau chùn chột thế ngủ thế nào? Ô, thế là ông biết hết mọi chuyện à? Biết cái gì? Ông rình bọn con à? Ông đẻo thế? Nó đập vào mắt tao chứ tao rình cái gì? Đập vào mắt sao ông không nhắm mắt lại? Mày dở à? Riêng cái giống này mà nhắm mắt lại là tưởng tượng nó rất kinh khủng. Mà trí tưởng tượng của ông lại rất phong phú. Cho nên tao cứ mở mắt mở tai ra nghe cho nó phấn khởi. Ông ơi, à? Ông biết hết mọi chuyện để con không giấu ông nữa. À. Con mấy nụ. Nói lại ông nghe mày bảo cái gì? Con mấy nụ. Chưa. Giấu hết mặt tao rồi. Nói lại, mày với con nụ làm sao? Con mới nụ có bầu rồi, nụ có bầu rồi, chửa rồi. Này, thế con nụ chửa với đứa nào? Dạ, với con ạ. Ôi thôi chết tôi rồi, thế hai đứa chúng mày xá giao rồi à? Vâng. Ôi rồi ôi, thôi chết tôi rồi. Ông ơi, con xin ông thương chúng con. Ông đừng nói với cậu mà, ông thương chúng con, ông giúp chúng con. Giúp thế nào? Ông thương con. Ờ. Ông thương chúng con, ông lo cho con cái này. Lo cái gì? Giúp con cái này này. Mày bị ngộ à? Tự nhiên mày lại bảo tao giúp cái bầu này, tức là tao nhận cái thai này là của tao à? Ông nói cho mặt mày biết, 70 năm nay tao vẫn treo tranh nguyên đai nguyên kiện nhá. Già nhưng mà dưa cà tao vẫn xanh cả cuống nhá. Vỗ tay thì vỗ to lên. Lừng cha lừng trường khó chịu. Mà tao nói thế này này,
Lúc hai đứa chúng mày phấn khởi với nhau, tưng bừng với nhau, có gọi tao đến vui cùng đâu. Thế bây giờ nó ấn ra thế này, mày lại bảo tao nhận là của tao để vợ chồng nhà Tham nó vạt mặt tao ra hả? Không phải, con bảo ông nhận là của ông. À, mà ông lo cho chúng con như con nói đấy. Ông giúp chúng con được thành vợ thành chồng. Ông thương hoàn cảnh. Ông ơi. Giúp hai đứa thành vợ thành chồng ấy gì? Dạ vâng ông ơi. Con xin ông, con lạy ông, con quỳ xuống đây con van ông. Ông thương cho hoàn cảnh của chúng con với. Bố mẹ anh xe thì tiệt hết cả rồi. Con thì còn mỗi thầy ở quê. Mà nhà con thì nghèo khó lắm, không có tiền để cưới để treo. Ông ơi, ông thương chúng con. Ông cứu chúng con với, không còn chết mất ông ơi. Đứng lên, chúng mày cứ đứng lên. Con này đừng giật, tụt xương tao ra bây giờ. Ông ơi. Đứng lên, đứng lên. Ông không giúp chúng con, không dám đứng lên. Tao không bảo nhận lời con đứng lên. Tao là có cái tính xúc động. Bây giờ hai đứa thích gì? Hai đứa muốn gì phải nói ra thì ông mới biết được. Dạ, ông giúp chúng con ạ, lo chúng con thành đôi thành lứa. À, vâng. Ôi giời ơi, chúng mày làm ông rối cả trí lên. Muốn thành đôi thành lứa, muốn thành vợ thành chồng chỉ cần làm một cái lễ hợp hôn, có người đứng ra tổ chức, thế là xong, có cái gì đâu. Thế hả ông? À, ông ơi, thế ai đứng ra tổ chức cho chúng con? Thì ông đứng ra tổ chức. Ôi giời ơi, ông đứng ra tổ chức cho chúng con. Ôi giời, con yêu ông quá. Ôi, cái thằng này. Ông ơi, con mừng quá, ông nhận lời cho chúng con mừng quá. Thì ông ơi, ai đại diện họ nhà Giai? Thì ông chứ còn ai nữa? Ông đại diện họ nhà Giai. Ông ơi, ông cho con hỏi là ai đại diện họ nhà gái ạ? Tao chứ còn ai vào đây? Tao là ông ạ. Ông ơi, thế ai làm chú rể? Thì ngoài tao ra còn ai làm chú rể nữa? Dạ vâng, đúng rồi, ông làm chú rể. Ở cái nhà này làm gì có thằng nào vượt được mặt tao. Đúng thế. Không được ông ơi, mình ơi, sao lại ông làm chú rể? Ông ơi, Trịnh Quỳnh. Con chú rể chứ. Mày vẫn là chú rể. Ông chỉ là người ra tổ chức thôi. Dạ, cái đám cưới của chúng con tổ chức ở đâu ạ? Ngay tại đây. Ngay tại đây ạ? Mày đứng sang bên kia. Dạ. Con nụ. Dạ. Ra đây ông hỏi. Con có yêu thằng xe thật không? Dạ. Mày trả lời ông để ông còn biết. Con có yêu thằng xe thật không? Dạ thưa ông, con mà không yêu anh xe thì làm sao cái bụng của con lại phướn ra như thế này được ạ? Ngoài kia ối đứa không yêu nhau mà bụng nó vẫn phướn đấy thầy. Mày, thằng xe. Dạ. Thế anh có yêu con nụ thật không? Dạ, con yêu nụ thật ông ạ. Yêu nhiều không? Yêu nhiều lắm ạ. Yêu thế nào? Con yêu nụ nhất trên đời. Ừ. Mày gặp nó là mày rối bời chân tay đúng không? Vâng ạ. Thế được rồi, thế ông biết rồi. Thế nhưng mà ông thì ông chưa bao giờ yêu ai. Nhưng ngày xưa bố ông có dạy một câu thế này này: lấy vợ là phải kiểm tra tất cả bộ phận từ trong ra ngoài. Đấy. Nhiều chị là nhìn rất dồi dào, mở ra mới biết là su hào top teo. Ôi chị ngực nở mông nghèo, tân hôn mới biết bèo nhèo, không có cái chi. Này, ông thì ông có cái thắc mắc mà trả điểm sao có cái ngành ngại không muốn hỏi. Ông ơi, trước khi ông hỏi cái đấy thì con nói ông biết là cái cánh trẻ bọn con là siêu hơn ông nhiều. 17, 18 tuổi đấy chúng con biết rồi. Ông không phải dạy. Ông muốn hỏi cái gì ông cứ hỏi đi ạ. Tao thì từ nãy đến giờ mấy hôm lên cũng suy nghĩ một điều mà băn khoăn ngại không dám hỏi. Ông cứ hỏi đi, có gì mà ngại. Tức là con nụ kìa, nhìn nó thì như bao tải gạo á. Còn mày thì chả khác nào cái chè rào. Thế hai đứa lúc mà phấn khởi mày bậu lên nó thế nào hả con? Ông ơi, ai để hỏi cái chuyện đấy được cái chỗ này. Mà ông nhìn con tóp teo thì con nói thẳng với ông nhá, nhìn con thì có vẻ tóp teo nhưng con vẫn trèo đèo phăng phăng. Thế mày này giống hệt con Phốc nhà thằng Tham. Bé đúng mà cái nắm đấm ấy, thế mà cứ tông ngang sang con chó bẹp dê nhà thằng Nam hàng xóm. Ông ví hài đấy. Được, được rồi nhá. Bây giờ thằng này mở chai rượu vang ra. Mở ra. Dạ, xử lý đi. Mở chai rượu không? Mở chai rượu vang ra. Ôi ông ơi, cậu Tham. Tham nào? Cậu Tham, rượu của cậu Tham. Tham nào? Ta đã nói rồi, ở cái nhà này ai vượt được mặt tao. Mở ra. Mở nhá. Tham nó là cái quái gì đâu. Con nụ. Mở cái hộp bánh ra. Ôi dồi chết. Ông ơi, bánh của cậu mở Tham đấy.
chết vào mặt mày. Ta đã bảo rồi, ở cái nhà này làm gì có ai vượt được mặt đâu. Ta nuôi thằng Tham từ lúc nó còn để trỏ mấy này cứt trâu đầy trên đầu. Đấy, thế có cái hộp bánh này có cái gì, mở hết ra, đám cưới là phải có rượu, có bánh thì nó mới là đám cưới, hiểu chưa? Mở ra, tội vạ đây đâu tao chị. Ôi trời ơi, sao mày phụt mạnh thế? Cái này mở nó ra. Khỏe, cái này nó khỏe giống con không ạ? Ừ, có chuyện. Mày cầm đấy đi. Dạ, để con rót ạ. À, cầm rượu lên rồi, mày đưa tay ông hỏi. Dạ, ông cứ hỏi đi ạ. Ừ. Đưa tay đây. Dạ. Xe. Dạ. Con có bằng lòng làm chồng con Nụ cả đời hay không? Dạ, con đồng ý ạ. Ông chúc mừng con. Cảm ơn ông. Hai đứa chính thức là vợ chồng của nhau. Dạ. Nụ. Dạ. Đưa tay để ông xem. Dạ đây ạ. Con có bằng lòng làm vợ ông à, làm vợ thằng xe cả đời hay không? Dạ thưa ông, con bằng lòng ạ. Tốt lắm. Dạ. Ông chúc mừng con. Dạ vâng ạ, con cảm ơn ông ạ. Đáng yêu quá. Ông ơi. Ơi. Vợ con ấy. Ôi, chị... Vợ mày mà tao lại cứ tưởng vợ tao. Ông nói vui thế thôi. Nó thì tao xem như con cháu trong nhà có cái gì đâu. Cầm rượu lên, mới đưa một chén. Dạ. Thì bây giờ ông mới dặn như thế này nhá. Ông cứ dặn ạ. Dặn cái tình cảm của chúng mày dành cho nhau nhá. Phải nghe cái ông dặn. Dù có nghèo ấy nhá, thì phải giữ cái lề, cái nếp, phải giữ cái tình, cái nghĩa, giữ cái đạo của vợ chồng. Hiểu chưa? Hai con nhớ phải chia buồn già vui, thương nhau đến tận răng long bạc nhau. Dù đời mịt mờ không biết về đâu, nhưng tình yêu sẽ đưa lối bắc cầu. Hai tay nắm chặt chứ đừng rời nhau, dẫu cho gian khổ đói no đừng buồn. Vợ chồng một đời một kiếp là duyên, khi cùng chung bước sóng xô ngại gì. Thì đâu hỏi đưa lại vì nhiều, đã thương nhau thì hãy luôn thật lòng. Bắt đầu tình nghĩa vẫn còn đậm sâu, dẫu cho răng rụng vẫn yêu nhau trọn đời. Lao tới thì chả lao, đi chậm thế rền dữ thế bao giờ mà chúng mày ấy được. Ông ơi, con định lao nhưng mà ông hát nhai hay quá, con không lao được ạ. Ông hát hay thế. Ai hát hay? Ông ạ, ông hát hay quá. Ô thật á? Dạ. Có khi hôm nay Đan Nguyên nó nhập hồn vào tao ấy. Mọi ngày là diều nhão lắm ấy nhá, hôm nay hát nó để mượt thế chứ này. Cảm ơn, hay lắm ạ. Nhưng tao vẫn chưa thấy hay, nếu hay bà con đã vỗ tay lần nữa. Không xin đâu nhá. Không có xin đâu. 20 năm làm nghề không xin. Mà tự cho, cầm chén đây. Ông chúc mừng hai đứa nhá. Dạ. Hai đứa thế này đứng ra đây. Dạ vâng ạ. Như vậy là ông đã làm lễ hợp hôn cho thằng con Phốc và để lại hai đứa mày nhá. Ông chúc cho hai đứa trăm năm hạnh phúc nào. Dạ. Chúc sức khỏe ông ạ. Chúc hai con hạnh phúc nha. Dạ vâng ạ. Vui nhỉ. Ê, vui ông Quan, vui ông, quá vui. Vui vui, ngồi đây con. Mời. Ngồi đây con này. Nhanh lên ra đây. Ngồi đây. Vui quá, vui quá, vui quá. Vui không?
quá vui. Đấy, thì cậu lên nhà mày nó khác hẳn luôn, nó phải vui như 30 Tết chứ chứ. Điên lắm rồi. Chai sâm banh này của ai? Mà sao tao thấy sai sai thế nào? Đứa nào vừa mở chai sâm banh của tao? Dạ, dạ, dạ. Mở đấy. Dạ. Chúng mày có biết là cái chai sâm banh này người ta tết tao, bây giờ tết tao lại phải đi tết người ta. Đứa nào mở? Dạ. Đây, 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 đây. Cậu, cậu. Cậu à? Cậu. À, cậu. Thế gói bánh này là của ai? Mà sao lại bật làm hai thế này? À, tao hỏi đứa nào mở gói bánh của tao? Dạ. Đứa nào? Dạ, bẩm cậu, cậu. Này, này, này. Vẫn là cậu. Dạ. Cậu ạ, dạ vâng. Cậu thứ hai. Hai đứa ra uống đi, ăn uống cho vui. Điên lắm rồi, tôi điên lắm rồi. Bảo này. Cái gì? Thôi, có chuyện gì mà cứ điên ầm điên ý lên như thế? Khổ quá, nếu như không bằng lòng mà có chuyện gì á, xáo trộn trong nhà, đề nghị là cứ gọi ngay Sở Cẩm đến. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, mà cứ ở đây. Chuyện gì? Cái nhà này bây giờ nó lộn nóc rồi. Chủ là tớ, tớ là chủ. Khổ lắm. Tự nhiên trong nhà bây giờ lại có đứa ăn cắp. Này, 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 này. Đi lại ít thôi. Cậu chóng mặt. Đưa bảo con làm sao, đứa nào làm sao. Mất cái gì đấy? Trong nhà có đứa ăn cắp. Hả? Ừ. Thế thế... Thế nhà dạ. Có đứa ăn cắp à? Bây giờ hỏi đứa nào? Tao hỏi một lần nữa đứa nào? Dạ, dạ, không phải con đâu. Tao biết rồi đấy. Đừng, đừng, này, 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 này. Có cậu ở đây đừng tao mày. Không, cậu buồn cười. Có bao giờ con nghĩ cho cậu đâu mày. Cậu, con không nghĩ cho cậu. Đêm qua, trước khi tao đi ngủ. À. Đấy. Tao còn dở cái ví ra. À. Tao đếm từng đồng một. Yeah. Sau đó tao đi ngủ. Thế mà sáng nay không biết được cái ví nó đi đâu mất. À, bây giờ tao hỏi đứa nào, đứa nào lấy ví của tao, mau khai ra. Dạ vâng ạ. À. Cả đứa ăn cắp ví. Đêm qua chính tay con đếm tiền hộ cậu nhà con ạ. Ừ. Thế mà bây giờ cậu lại bảo mất, hay là nhà mình có trộm thật, hay là cậu đi tìm ở chỗ nào, liệu đâu không đổ oan cho mọi người. Dạ, dạ đúng thế ạ. Cậu mà không làm sáng tỏ cái việc này thì chúng con cũng ấm mức lắm ạ. Dạ vâng ạ. Phải làm sáng tỏ đi, không thể để đứa ăn cắp trong nhà được. Nó ăn cắp như thế, ăn cắp một, mai nó ăn cắp 10, thậm chí vợ mày nó bê đi. Vâng, con biết rồi cậu ạ. Hay là, ông ơi, hay là cho con gọi, con gọi tất cả mọi người gọi, gọi hết ra đây để... Gọi, để gọi hết đứa ăn đứa ở ra đây, gọi ra đây, khám xét chúng nó xem thế nào. Thế để tôi gọi nhá. Ừ. À, gọi thằng xe ra. Gọi hết. À không, gọi. Đã con đây rồi ạ. Gọi bếp, bếp, bếp gọi. Đâu ấy nhở? Bếp, bếp ơi! Bếp. Gọi ra đây. Bếp đâu ấy nhở? Bếp! Ai gọi anh đấy? Có tao đây. Láo nhở? Gia đình này bây giờ, mình không phải là thầy bói nhưng mà biết là sắp đến ngày sụp rồi. Dặn bao nhiêu lần là phải có trên có dưới. Phải gọi là anh bếp hoặc ông bếp chứ là cứ trống không như thế. Nó nói cho... Còn lệ bà. Còn ạ, bà đẹp dai cực kỳ. Bà xinh tuyệt vời. Bà con làm bát cháo, bà tầm bổ bồi dưỡng nhá, đêm hôm. Sang bên kia đứng. Sang bà thưởng tiền Tết về quê sớm. Im mồm. Lòng hoa, lòng hoàng. Dập nhời nữa. Trong nhà này đang có biến đấy. Có biết chuyện gì không, ha? Mình nói đi. Nói đi. Bây giờ thế này nhá. Ừ, nói đi để cậu nghe. Tao bị mất cái ví. Này, có cậu ở đây. Riêng cậu tao trừ ra. Tao nói tất cả chúng mày nghe đây. Này, tay đừng chỉ mặt cậu. Tao nói tất cả chúng mày nghe đây. Sao mày cứ móc vào cậu là thế nào ấy nhỉ? Khổ quá. Đi ra đây chỉ góc này, nhanh. Đã thế tao chỉ luôn này. Tao nói tất cả chúng mày nghe đây. Đấy. Tao bị mất cái ví. Bây giờ đứa nào lấy của tao, mau khai ra, không tao không để yên đâu, nhá. Dạ, thưa, nhá. Thưa ông là con không lấy đâu ạ. Dạ, con không lấy ạ. Con! Ôi dồi ôi. Quên, bon mồm, quên. Con thưa với cậu mợ là cái việc này phải làm sáng tỏ ra. À. Rất điểm là trong cái gia đình này không thể có trộm cắp được. Chất thật thà, ngây thơ này, con không thèm ăn cắp đâu. Bây giờ thế này nhá, thế này cho công bằng nhá. Ừ. Cứ khám đi, khám người đi, khám. Vâng, ông bà cho chúng con khám nhau ạ. Khám đi. À, bà nghiêng đấy để con, đây nhá. Vâng. Con khám con đầu tiên nhá, nhìn kỹ đây này, không có gì này. Này đấy, không có gì nhá. Thằng này xem nào. Tao không muốn cắp. Má ơi, thằng này không có.
Con này tao khám em con có... này phải kỹ. Không có ạ. Không, làm lắm, phải khám không cái lấy ạ. Cho tao khám tí kỳ bọ thế. Không... Nào. Thôi, cợt nhả. Cái việc khám đấy là của tao. Ông ơi, con không lấy. Ra đây cậu bảo. Con không lấy. Đứa nào lấy khai ra. Khai ra đi. Nụ để ví của anh ở đâu? Khai đi. Con không lấy ông ơi. Thôi con để không anh lấy. Khám cho. Nào. À cờ hơn. Không có mà. Ông thưa mà biết là không có. Tôi chỉ cần định vị là tôi biết mà. Ông định khám ai? Tôi khám thằng này, chắc thằng này lấy. Dạ con không có lấy đâu ạ. Để im. Vâng, cậu cứ khám. Riêng nó thì để tôi. Tôi, cậu khám đi, bà khám con sợ lắm mà. Mỗi lần bà khám đâu con run hết người ạ. Đứng lui lên đây mợ bảo. Sang kia. Không lấy sao phải sợ, sang đi. Dạ mợ biết tính con thật thà, con không có ăn cắp đâu ạ. Tao đã nói gì đâu mà mồm mày cứ liến thoắng lên như thế nhỉ? Anh uống xuống. Hả? Đi sang đây mợ bảo. Dạ. Làm sao mà người lại cứ run bẩn bật lên thế hả? Con không có lấy đâu ạ. Rắn chắc ra phết đấy. Này, mợ bảo này, mày giấu cái gì ở trong người thì mày khai ra. Đừng để lúc mợ sắn tay áo lên thì là chớ có trách nhá. Dạ con không có giấu cái gì trong người đâu. Người con làm gì có cái gì đâu ạ. Giấu đấy, cái gì xem. Ở trong người thì nói ra đi. Đấy bà xem con chả giấu cái gì cả. Nói nhiều. Dạ. Giấu cái gì trong người? Dạ khoai ạ. Láo thật đấy. Thế cái gì đần đẫn một khúc nằm sát bẹn kia hả? Dạ vâng. Dạ vâng con bảo khoai mà. Thằng này. Mày. Có cái gì đâu bà, khoai con để cho nụ. À, thằng này láo thật, mày định đừng có bà cứ để con lấy ra. Con có mày lấy ra tôi xem nào. Con nó bảo con có củ khoai con để dành cho nụ. Cậu ơi. Ơi. Cậu. Nó dám lấy khoai của cậu để nó tặng con sen này này. Mày bị làm sao thế? Tao già mà khoai to thế à? Khoai này khoai nó. Thôi, đủ rồi. Thế này nhá, từ nãy tới giờ tôi hiểu câu chuyện rồi. Anh tham là mất cái ví. Nhưng mà khám xét tất cả đây. Tôi này. Tôi phán đoán có một đứa mắt gian mồm điêu đích thị nó là đứa ăn cắp cái ví này. Ai hả ông? Khi tôi bước chân vào nhà anh chị, tôi thấy nó nhìn tôi từ trên xuống dưới mà từ dưới lộn phộc lên trên. Tôi biết ngay là con này. Con gì hả cậu? Tôi nói ra cả nhà phải tin ngay con này là con ăn cắp. Vâng, ông nói nào, con vờ u vu sắc nga vèo. Trời ơi, biết ngay mà từ đầu biết ngay là con vú mà. Chẳng qua không thích nói thôi nhá. Tại hôm nọ rủ nó vào bếp thì nó không chịu nghe. Đêm hôm nay tự nhiên thích nghi cho nó đấy. Chỉ có con vú thôi. Tao ấy thì không bao giờ tao nghi cho con vếu. Bởi vì cái vú ấy nó tròn méo thế nào tao rõ hết. Rõ hết. Khổ cái tính cách của nó. Cứ gọi nó ra đây. Để tôi gọi. Vú đâu? Vú! Vú đây! Dạ vú đây! Của mày là mướp hương hay mướp ta đấy? Sao nó dài thòng ra thế ạ? À? Dạ thưa ông, mướp hương hay là mướp ta cũng là đều mướp cả. Thôi, đi ra đây tôi hỏi này. Dạ. Tại sao lúc nấy mợ gọi mà mày lâu thế? Mà mày ra đây mà mày đeo trang sức nhiều như thế này, mày định qua mặt mợ phải không? Dạ không có. Con là người giúp việc. Con đâu có tiền, con nghèo khổ. Con đâu có tiền mà đeo đồ thiệt như là mợ. Con đeo đồ giả không mà. Tại sao lâu thế hả? Dạ con sửa soạn, con làm vệ sinh bình sữa. Để cho cầu cầu măm măm. Cầu tham măm măm. À phải, để cho cậu bé con năm năm ti ti. Sang bên kia, nhà này đang có biến rồi đấy. Dạ. Phục ơi. Đứng ra kia. Dạ. Đứng ra chỗ góc này này. Đứng ra kia. Bếp. Đứng. Bây giờ khám ba đứa rồi đúng không? Hả? Thôi để ông khám cho. Thôi. Cậu.
cậu buồn cười. Mũi tí mà ngăn. Khám đi. Rồi. Tôi nhìn đấy. Nào. Trời ơi, ở ngoài Hà Nội nói là buông, ngon trong Huế con nói là nhục. Thôi thôi thôi, anh Tham. Loạn hết cả nhà lên rồi. Khám bằng đấy nữa có thấy không? Thế này, tôi khám tất cả rồi. Nhà thì có 4 người. Ừ. Cái thằng xe thì nó rất thật thà. Ừ. Con Véo ấy thì nó rất mặn mà, sắt son. Đấy, con Nụ thì như cháu như con. Ừ. Bếp không lấy thì hỏi còn ai đây? Ai? Ai, ai? Cậu ơi! Thế cơ... Đứa nào lấy? À, thế hóa giờ nó nói đông tây, cuối cùng nó ám chỉ ngay thằng già, có phải không? À, ông ơi, không phải thế đâu ạ, nhà con không dám nghĩ như thế đâu ạ. Từ nãy đến giờ tôi cứ thấy anh ấy cứ đá vòng đá vèo, đá thúng đụng nia, nói ở đây mà chết cây giữa rừng, có đúng không? Hóa còn không có ý đồ cho câu. Thôi thôi thôi, đừng có đình văn ở thị trấn cầu diễn với tôi. Đừng dùng cái kiểu đấy, tôi lạ gì, ám chỉ tôi là thằng ăn cắp ấy gì. Không đâu ạ, nhà con mất ví thì nhà con cứ nói như vậy thôi, chứ chúng con không có ý nào lại đổi cho cậu. Con không đổi cho cậu, mà bây giờ thế này, một mất mười ngờ. Buồn cười nhở, khám ai được khám, định khám cậu phải không? Bây giờ nhá, công bằng khám tất nhá, thà khám nhầm còn hơn bỏ sót. Ê, nhưng mà khám cha khám mẹ mình à. Khám hết. Mọi chuyện bỏ qua đi ơi rồi ôi. Không được, khám. Thôi được rồi. Cậu ơi. Tôi hiểu rồi. Tức là anh nên muốn khám tôi có phải? Anh Tham, anh định khám tôi đúng không? Cậu. Chị không phải nói, tôi sẽ để cho anh ấy thỏa lòng. Con Nụ. À quên thằng xe. Ông dạy gì con ạ? Mày tụt quần ông ra. Ông ơi, ông. Con không dám. Chúng con không dám nghĩ bậy đâu ạ. Mày gông, mày gọi con Phú sang đây tụt quần tao ra. Ông ơi, con mày biết cứ để đấy cho tao. Chúng mày không làm thì tao làm. Ôi ông ơi, ông đừng làm thế ông ạ. Mày cứ để đấy cho tao. Con biết là ông không lấy mà. Tôi đây nhá, tôi. Tao không cười nữa. Nhưng mà bây giờ tao muốn nói một câu thế này này. Thằng Tham nó đang nghi cho cậu nó, có nghĩa rằng nó phải tên nào. Cậu ơi. Cho nên là cậu cũng muốn cậu khám như người ngoài. Ông ạ, con xin lỗi cậu ạ. Đừng nói gì nữa. Cậu chính là thằng ăn cắp. Trời ơi, thì biết ngay mà, từ đầu đã nghi rồi. Chẳng qua không thích nói thôi. Nhưng cậu ăn cắp đấy là cậu ăn cắp thời gian, cậu ăn cắp tình cảm. Mày vào mang cái vali ra đây. Kìa cậu, lấy này còn giấu ở vali nữa. Mệt quá. Trời. Cậu, ông ơi. Cậu ơi, mợ ơi, không phải như rửa mô. Trời ơi ông ơi. Được. Ông đừng làm như rửa mang tội chết ông ơi. Nhận ngay từ đầu đi, có phải gia đình mình vui vẻ không? Nhọc. Thằng xe, mày mở cái vali này ra. Nhìn kỹ xem có cái ví trong không? Con biết là ông không lấy mà. Cái gì đấy ông? Cái này. Đây là tấm áo. Mà lúc thằng Tham nó 2 tuổi. Tôi phải thức trắng 3 đêm. Tôi đan cho nó. Nó khóc suốt ngày, nó ho sù sù. Rồi nó cũng lớn khôn. Nhưng cái áo này tôi luôn mang bên mình. Ông ơi, cái này là cái gì? Cái này cũng chỉ vì cái này mà
mà tôi phải chịu cái nỗi oan nước đắng cay mấy chục năm. Cả làng cả tổng họ nghi tôi là bê đê, thế nó mới gay chứ này. Mẹ thằng Tam đẻ nó ra lúc nó mới 2 tháng thì lại đi theo bố nó. Tối nào nó cũng khóc ra đề, nó nhớ ơi mẹ. Cho nên tôi phải lấy cái này ấp vào cho nó. Tôi nuôi nó lớn khôn, nuôi nó trưởng thành. Tôi chỉ mong rằng tôi thay chị tôi nuôi cháu tôi thành người, để tôi nở mặt nở mày với làng với xóm. Cậu ơi, nhưng bây giờ, bây giờ anh Tham anh khác quá rồi. Anh ấy đã là ông Tham ông Phán rồi. Không cậu ơi. Cho nên anh ấy, anh ấy khinh người nhà quê. Cậu ơi cậu. Anh ấy khinh người nhà quê như tôi. Anh ấy còn nhớ chăng? Nhớ ngày xưa không còn ơi. Khi con người ta giàu sang phú quý, nhớ chi nghĩa tình, quên bờ tre mái tranh sân đình, quên dòng sông chưa chan ân tình. Ơi cậu đây, đau lắm con có hiểu chăng, chỉ mong con lớn con khôn đến bây giờ. Con phụ cậu tao đổ vòng cổ à? Tao đang muốn vặn cổ nó đây, chứ tao không phải là tao đổ vòng cổ. Có không ngờ là cuộc đời cậu khổ như rứa. Ông khổ như rứa ông ơi. Cậu ơi, đưa cái vali đây. Cậu, con xin cậu, cậu bỏ qua cho chúng con. Thôi, chị đừng vờ nữa. Cậu hãy ở lại đây, Tết nhất đến nơi rồi, cậu đi đâu? Tôi chả dám. Tết nhất đến nơi rồi, ăn ở đâu, cậu ở đâu? Kẻ cắp chả dám ở với người ngay. Để tôi ra, chợ rời tôi ở. Ông ơi, Tết nhất tới nơi rồi, ông ở lại với tụi con. Thôi. Ông đi đâu bị chừ, ông ơi. Mày bỏ tay ông ra, để ông đi. Ông ơi, để chúng con đưa ông về. Con mất tật công. Ông ơi, cái mũi bê đảo rồi. Ông ơi. Để chúng con đưa ông về, ông ơi. Ông. Mình thích thì mình cũng đi luôn, chả thèm ở đây nữa, đi theo ông. Cầu Tham, mở nhà cao cửa rộng như đi, quyền cao chức trọng làm chi, vàng bạc đéo đầy người như rửa. Còn tôi, kẻ ăn người làm, đéo toàn đồ giả đây nè, mà tôi biết trọng chữ nhân chữ nghĩa, chứ không như các người bất lương bất hiếu, bạc tình bạc nghĩa. Tôi không ở đây nữa đâu. Mặc dù là cuối năm rồi, tôi về quê, tôi không sợ sống với những con người bạc tình bạc nghĩa như thế này. Vĩnh biệt, tôi đi đây. Cậu, chỉ tại cậu thôi, chỉ vì một vài đồng bạc mà cậu làm mất tất cả. Cậu ơi, trời ơi, cha mẹ sinh ra mà cậu nỡ làm như vậy ư? Cậu làm thế để làm gì? Thôi, không phải khóc lóc nữa, có mất mát gì đâu. À. Đây, còn đây nó đang mất đâu. Trời ơi. Tôi vờ đấy. Cậu
giả vờ mất ví à? Ừ. Cậu làm cái trò này để làm gì à cậu? Mợ phải biết gia đình nhà mình là gia đình danh giá. Tết nhất đến nơi rồi, khách của tôi toàn quyền cao chức trọng. Cậu nhếch nhác quê mùa, khó tiếp khách. Trời ơi, khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn quá. Này, mợ còn đi đâu? Ơi, con ơi, chữ đức ở đời, chữ nhân chữ hiếu con thời khắc ngà. Em chào các bác nhá. Em chào các bác. Các bác ạ, mấy ngày vừa rồi rỗi rãi vào phây, em quen một con bé to như Tây mà nó hẹn đây từ chiều đến giờ em tìm không ra, không biết nó lạc cả đâu. Con này tên là gì tự nhiên người yêu quen trên phây quên mất tên nhỉ? À, con Thi nhà bà Thố. Mặt con này ngố được cái rất khôn đấy các bác ạ. Để em gọi xem nó loanh quanh có khi đang ngồi dưới này. Thi ơi, Thi ơi, ôi trời lắm Thi thế, cả Thi con trai. Thi ơi, Thi ơi, anh đến đây Thi, em không ra đón anh Phi vỡ mồm. Thi ơi, đứa nào gọi Thi đây? Ôi có vẻ nó không nhỉ, trên phây giọng nó ngọt ngào, ở ngoài nó ồn ào thế nhỉ. Anh đây. Anh là đứa nào? Anh là ngáo chó thăng đây. Ê, sao lại ngáo chó thăng? Thằng chó ngào ấy. Ôi giời ơi, nickname của anh ở trên phây ấy. Ô phây gì đây? Ô Facebook con bé này. Ôi, ai người ta chơi búc bục gì, người ta chơi Zalo cơ mà. Ai bây giờ người ta chơi Zalo? Bây giờ người ta đổ xô vào đề ra đây anh gặp tí cháu không? Ô đứa nào đấy nhỉ? Đứa nào lại anh rồi lại cháu với mình thế nhỉ? Nhanh lên em. Đứa nào đây lại em? Sốt ruột quá con ơi. Ở đâu vậy? Đứa nào đây? Ôi rồi. Ôi sao đến này? Cái gì đây? Hả? Cái gì đây? Gọi mẹ trẻ này để ngay ra mẹ già. Ôi! Biết chào nào nhỉ? Anh chào bác. Đấy. À rồi. Em chào bác. À. Bác là gì mới cái Thi? Mẹ Thi. Mẹ Thi. À. À tức là người đẻ cho Thi. Ô hay thế, mẹ em với người đẻ không là một à? Thì đúng rồi, hai người đều sinh cho Thi. Chứ có gì nữa? Anh chào mẹ. Này. Con chào mẹ. À. Con xin giới thiệu với mẹ. À. Con là bạn trai của em Thi. Bạn trai. Hai đứa chúng con yêu nhau lâu lắm rồi. Ôi trời, bao nhiêu ngày rồi? 2 ngày. Ôi trời. Còn 28 ngày nữa là đầy tháng. Ôi trời. Thi nó đi đâu ạ? Nó đi chợ rồi. Con điên. Ê, sao lại bảo nó điên? Đêm này là con đi chợ. Ô, cái thằng này buồn cười nhỉ. Vâng. Đi chợ rồi nó về chứ làm sao. Này. Vâng. Thế đến đây tìm hiểu em Thi à? Vâng. Năm nay bao tuổi rồi? 4.5. 4.5 là bao nhiêu? 45 đấy mày ngu đấy. Chiều vừa khoát đi em gái thành ra nó bon mồm. Anh nợ mẹ. Này. Có nợ mẹ một lời xin lỗi. Này nhá. Thế mà đi qua gặp các bác ấy. Ừ. Các bác hỏi con là bao nhiêu tuổi? Con bảo 45. Thế à? Không ai tin. Úi giời, thế à? Thế các bác đoán bao nhiêu? 44. Ôi, cái thằng này. Để đến đây tìm hiểu em Thi gì? Vâng. Hả? Thế đến tìm hiểu em Thi mà ăn mặc cái kiểu gì đây? Ăn mặc nào? Úi giời ơi, người ta đi tìm hiểu người ta phải mang 6 múi đi. Đằng này ông mang độc một múi đi thì ông tìm hiểu cái gì đây? Con cũng có 6 múi. Đâu, 6 múi của ông đâu? Nhưng bây giờ cuối năm, à, tiệc tùng nó nhiều. À. Thế phải cất 5 múi ở nhà, mang một múi đi ăn uống cho nó gọn. Úi giời, đúng các bác. Úi giời, vô tay đầu cái. Mà ăn mặc đấy, ai cũng bảo con ten. Ten gì? Ten vòng cổ. Úi trời, ten vòng cổ. Ten vòng cổ thế nào? Là nào? Nhớ em nhiều lắm, ước chi mẹ hình có nhau. Người yêu ơi em muốn không em thề cầu chung thủy, không thay đổi lòng mình bên nhau đi đến cuối con đường. Ê, mà
gọi là tên vọng cổ đấy. Mẹ đừng có chê. Ở làng con hát hay nhất làng. Mẹ có biết không, mỗi lần con cất tiếng hát mà con chó bên hàng xóm ấy tắt điện luôn. Không chùa. Thế à? Hôm nọ đây này, làng con đi thi hát đây này. Có 5 người thi. Mẹ biết con giật giải mấy không? Giải mấy? Giải tư. Con được thưởng 2 quả dưa. 2 quả dưa. 3 quả dừa. 3 quả dừa. 4 quả dứa. 4 quả dứa. 5 con dao dừa. 5 con dao dừa. 16 lọ dầu dừa. 6 lọ dầu dừa. Dừa gì? Dừa mồm. À, dừa mồm. Dừa bát. Ôi, dừa cái thằng này. Mẹ thích con hát không? Ông hát gì? Hát bài con giật giải tư. Bài giật giải tư là bài gì? Bài hát theo một điệu nhảy lắc lư nhưng rất buồn. Đấy, về một loài hoa. Hương Ngọc Lan. Ôi dồi ôi, Hương Ngọc Lan. Vâng. Hát cho các bác nghe nào. Nghe này. Nào Hương Ngọc Lan hát xem nào. Hương Ngọc Lan. Chỉ còn mùi hoa xưa nồng nàn. Này! Cái gì? Mày vừa bảo hát Hương Ngọc Lan cơ mà, sao lại hoa sữa, hoa xeo gì ở đây? Thì đang định hát Hương Ngọc Lan, nhưng vừa vén mồm lên một cái. Này, nghĩ đến cái mùi hoa sữa nó thơm hơn, thì chèn nó vào. Thôi. Giống như cái bài đang hát duyên phận thì mình cũng thích chuyển sang duyên tình. Không sao đâu. Thôi, ông không hát hoa hoa gì nữa. Bây giờ hát cái bài hát chữ tình. Chữ tình. Cái bài hát ca ngợi về tình bố hay là tình cha gì đấy. Tình cha đêm hôm qua con tập suốt. Thế à? Bố con ngủ dậy vụt cho 5 roi. Tập mà lại vụt. Mất trật tự không ngủ được, ông dậy vụt cho. À thế à? Thế bây giờ hát cho các bác nghe nào. Nào. Tình cha. Đầu. Lúc ở nhà mẹ không là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ yêu. Mẹ và cô là hai cô gái. Ôi, đang hát đánh người ta. Chứ nó bảo hát mày tình cha cơ mà. Sao để cô giáo với mẹ hiền gì ở đây? Tình cha đấy con gì? Sao để tình cha đấy? Mẹ con với cô giáo rất thân với bố con. À. Bây giờ phải hát về hai người đấy mới ra bố con. Lần lượt từ từ đấy. Đang hát đánh người ta. Thôi ông đừng khóc nữa. Này, chứ đừng có khóc nữa. Cái mặt mày khóc trông xấu lắm con ạ. Xấu nhưng kết cấu nó đẹp. Úi giời. Mặt tiền trông chẳng ra gì. Bên trong nội thất tiền nghi bất ngờ. Úi giời. Bên ngoài đổ nát hoang sơ. Bên trong cảnh vật nên thơ chữ tình. Hát đánh người ta. Mấy cái anh ban nhạc còn cười em. Thôi. Mày hát tên vọng cổ nghe còn tạm được con ạ. Vâng. Thế nhưng mà này, mày đừng tưởng một mình mày biết đổ vọng cổ nhá. Mẹ có biết đổ vọng cổ không? Mày có muốn nghe mẹ đổ không? Mẹ mà không biết đổ, con bảo các bác lôi cổ ra khỏi đây. Được rồi. Nào nhá, bắt đầu. Mày nghe nào. Nghe mẹ đổ này. Nào. Điệp ơi ma lân chúng thành đô nhà xe rực rỡ, xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò nhớ mong chờ. Tay to chưa? Tưng 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 tăng 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 tăng. Cái gì đấy? Thì mẹ cả còn con đềm đàn mồm. Nói chung mẹ ca thì hay nhưng so với con thì còn non và xanh lắm. Con không những ca được vòng cổ mà còn có thể đổ từ đêm nay đến sáng mai luôn. Thật không? Sao không thật? Ông đổ luôn. Nghe này. Đổ luôn xem nào. Làng. Ôi giời, cái gì đấy? Ăn gói mày đấy. Này, mày gọi ai là mày? Ồ, mẹ nhận mẹ là Lan đúng không? À. Con là Điệp. Điệp nó hơn Lan mấy tuổi ấy, nó mới đến tán Lan. Anh em thì mày tao nhau làm sao? Mày. Ôi giời. Đang hát này, ngắt người ta. Lại này. Làng. Dạ. Mày ngoan lắm. Ôi giời. Hỗn quá cơ. Làng ơi, anh nào muốn giết em đâu, mau em đổ là tại em đi với bầy làng. Làng gì? Cứ từ từ đã. Làng gì? Cứ từ từ. Làng xuôi. Thì em tự nghĩ làm sao anh có thể gỡ những mảnh thép từ một trái nổ vô chi để nó tự chọn mục tiêu mà xuyên thủng những trái tim bao ác tham tàn. Được rồi, ôi hay quá. Mà lạ quá, mẹ ca xong thì các bác vỗ tay ngay, còn con ca xong thì cứ phải yêu cầu.
Lan ơi nàng có biết không, bao nỗi chờ mong đêm ngày khắc khoải, lòng tôi khổ ái chứa chất trong tôi, không dám mở môi sợ lòng tan nát. Dù tôi có thắt tôi vẫn yêu Lan, cho đến ngàn năm tôi mãi yêu Lan. Lan là lẽ sống đời anh. Lan ơi Lan ơi, anh yêu em cho đến muôn đời. Ui xôi ơi, hay quá rồi đó. Hay lắm, tiếp đi con. Tiếp. Hết rồi. Ôi giời. Hết rồi. Sao mày bảo mày hát từ giờ đến sáng mai cơ mà? Con nói như làm sao hát sáng mai? Ôi trời ơi, thôi nhá. Lần sau không hát được thì thôi, đừng có mà tinh tướng nhá. Tinh tướng như không bao giờ con ăn khoai nướng. Thôi được rồi, thế này nhá. Vâng. Mày muốn làm con rể của mẹ đúng không? Vâng. Nhưng mà mẹ yêu cầu con rể của mẹ là phải hát hay, học giỏi, mà phải có cái chỉ số thông minh nó phải thật là hơn người. Mẹ yên tâm, thông minh thì con đã có thừa. À. Chỉ chừa vài bận bị lừa mất xe. Ôi giời. Con là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. À. Chỗ nào bí con hỏi các bác ở đây. Được rồi, cho hỏi các bác ở đây. Bắt đầu nhá. Nà. Nghe đây này, giả lời được giả gả con luôn nhá. Nà. Bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất. Nước nào trên thế giới có nhiều ăn mày nhất? Năm. Ra luôn. Ra luôn. Ra luôn. À, thế à? Giỏi quá, giả lời luôn. Nước nào? Hả? Nước nào? Nước nào? Sao mày bảo mày ra luôn cơ mà bây giờ lại hỏi nước nào? Mày chịu chưa? Mày chịu đấy, nước nào? Chịu thì chịu luôn đi, lại còn tình vi. Nước nhiều ăn mày nhất đấy là Brazil. Điều cả nước nó bỏ ra để nó xin. Thế thì không nhiều ăn mày à? Có đúng không bác ơi? À, đấy thấy chưa, giỏi. Ôi bác này giỏi nhỉ. Không hiểu cái gì cả. Con lại đố mẹ. À. Nước nào trên thế giới? Nước nào trên thế giới? Tinh tướng nhất. Tinh tướng 54321 hết giờ. Úi giời. Nước nào? Thế là nước nào? Chịu chưa? Chịu. Thụy Sĩ. Ủa sao lại Thụy Sĩ? Bởi vì nó cứ sĩ là nó tình tưởng. Đừng đùa với con. Được. Còn non và xanh lắm. Con lại đố tiếp mẹ. À, đây, nhân thể có hoa. Ừ. Nhân thể có hoa. Con đố mẹ. Ừ. Nước nào trên thế giới trồng ít hoa nhất? Ôi giời ơi, đến Việt Nam thì còn đầy hoa ra đây. Không phải, chả có nước nào trên thế giới mà ít hoa cả. Không có. Gợi ý, một nước châu Âu. Châu Âu lại càng không có. Chịu chưa? Chịu. Ba Lan. Sao lại Ba Lan? Cả nước trồng đúng ba cái lan, trồng ít hoa nhất của gì? Thế mày không biết. Trời ơi. Ngu lắm. Ai? À, yêu lắm. Con cứ gạch cái bon mồm. Mẹ, đừng có chốc con. Con... Thôi nhá. Về địa danh thế giới là mẹ nắm hơi kém. Ừ. Thế con bây giờ con đố mẹ về địa danh của nước ta. Ừ. Đấy. Ừ. Địa danh nào của nước ta là nơi con chia tay em Yến. Mày yêu con Yến lúc nào ai biết được, bây giờ mày hỏi địa danh nào mày chia tay nó, thế là mày khó là mày không đúng. Biết chịu chưa? Chịu. Yên Bái. Sao Yên Bái? Yên Bái là con bay con Yến là chia tay nó gì. Dốt lắm. Sao thì lại mày à, con bảo tốt lắm. Con lại đố mẹ. Ừ. Địa danh nào của nước ta giao sắc nhất? Giao nhanh. Địa danh nào? Chịu chưa? Chịu. Thái Bình. Sợ Thái Bình. Cái bình cứng như thế người ta làm thái được cái gì? Đúng không các bác? Vỗ tay cho cái. Ôi trời, toàn người quen mình kìa. Ôi trời. Thế con này đố mẹ. Ừ. Địa danh nào của nước ta Mà Cái bình lại cứng nhất. Sao cái gì toàn đố những câu nhỉ? Thế nó bị hiểm. Chả ai trả lời được. Chịu chưa? Chịu. Thái Nguyên. Sao Thái Nguyên? Thái Mai vẫn còn nguyên như này thì cứng nhất còn gì. Rồi ôi. Chả lắm. Hơi dài này nhá. Con hỏi thôi. Địa lý này mẹ nắm hơi kém. Ừ. Thế giờ con hỏi mẹ ngày xưa đi học được mấy phải toán? 2,5. Ừ, kém. Con bao nhiêu? 2,6. Trời ơi. Cô giáo quý con lắm. Quý thế nào? Giữ 6 năm học lớp 1. Con xin mãi đến năm thứ 7 mới cho lên lớp 2. 6 năm lớp 1? Vâng. Ôi trời ơi. Con quý lắm, khen con suốt. Quý, khen thế nào? Học sinh cá biệt. Vâng. Khen cá biệt. Vâng. Tức là cái loại đặc biệt đấy. Vâng. À, cô giáo quan tâm. À. Con hỏi mẹ nhé. Ừ. Có thuộc bảng cửu chương không? Sợ cái bảng cửu chương ấy có gì mà không thuộc. Phải thuộc bảng cửu chương mới làm được toán của rồi, con. Rồi, vô tư. Bắt đầu nhá. Ừ, nào. Chắc chắn đấy. Chắc chắn đấy. Bài toán như sau. Như sau. Có thuộc bảng cửu chương không? Cửu chương có cái gì mà không thuộc?
con phải hỏi nó chắc chắn. Chứ bây giờ mẹ vợ tương lai mà làm toán sai các bác cười cho chết. Rồi. Nhớ bắt đầu này. Để không mất thời gian bài toán như sau. Thưa người Trương không? Mày bị điên à? Có cái mặt kiểu Trương có cái hỏi đi hỏi lại đấy. Giờ chắc nhá. Nào. Món gì chưa nấu đã chín? Món gì chả có liên quan gì đến mặt kiểu Trương. Con hỏi mẹ có thua bằng kiểu Trương không? Có. 3 x 3 bằng mấy? 9. Thế là con gì? Con gì? Con 33. Thế mà bảo thuộc bằng kiểu Trương. Thế bảo hai các bác là 2,5 làm sao bằng 2,6 được. Thôi nhá, mẹ thua rồi. Bây giờ để không mất thời gian, gọi em Thi ra đây nhá. Để con đưa về quê ăn Tết. Gọi em Thi à? Vâng. Nhanh đi, gọi em Thi ra đây. Nhanh lên. Gọi em Thi. Con Thi ra đây, nhanh lên. Cứ lanh quanh ở đấy làm gì? Ơ kìa. Ơ. Cái gì đấy? Ơi mẹ đừng có đùa. Ồ, con ngại lắm. Ok. Ơ. Mẹ gọi em Thi ra đây. Nhanh lên để con gặp cái này. Thi đây. Ừ. Thi thật mà. Mẹ nói to đi. Thi thật mà. Ui giời ơi. Ui giời. Làm sao? Ui giời. Đi đâu đấy? Tôi đi tìm cái gậy. Tìm gậy làm gì? Tôi phang cho bà mấy gậy. Trời ơi, sao lại đánh tôi? Điền không chịu được. Từ chiều giờ người ta loanh quanh ở đây để người ta bao nhiêu cái cảm xúc này. Mong chờ, hồi hộp, thẫn thờ. Bây giờ bất ngờ tan biến hết. Có được không? Được cái gì? Ngay từ đầu bảo người ta một câu để người ta còn tìm chỗ khác. Đằng này lại gần thông minh minh. Xong là mẹ con. Bây giờ cuối cùng con lại yêu mẹ. Có được không? Điền không chịu. Để im người ta khóc, người ta nghĩ đó. Các bác ơi có được không ạ? Có được không ạ? Đấy, các bác bảo được ấy. Các bác bên này có được không ạ? Vâng. Được thì cho em phát vỗ tay ạ. May các bác bảo được nhá. Không là tôi ngược. Tôi nghĩ rồi. Tuổi tác không thành vấn đề. Miễn là ta mãi được về bên nhau. Nhưng mà không được chê người ta già đâu. Sao gì già? Chú Thắng ơi, chú Thắng ơi. Chú Thắng. Ôi trời ơi. Cô nhà đóng chân thì bây giờ đây còn ở đây mà tán gái à? Mày đi vào đi. Về nhanh lên, cô gọi nhanh lên. À. Chờ cháu cô nhé. Tự nhiên có thằng điên bên hàng xóm nó chạy sang. Hàng xóm ấy tự nhiên nhá. Tôi quyết định. Từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ xin vào ngành hàng không. Ôi trời, hàng không làm gì cơ? Thì tôi làm phi công. Sao lại phi công? Lái máy bay. Tôi làm lái máy bay nào? Bà này máy bay đấy. Ôi trời, ông chê tôi già đấy. Mặc dù sắp bán sắt vụn nơi rồi nhưng vẫn lái. Thôi đứng đây. Thôi các bác ạ, hôm nay vui quá, lớ ngớ em vớ phải con điên. Rồi, okay. Lớ ngớ em vớ phải cô tiên. Thì giờ em xin phép đưa mẹ em. Ai mẹ? Đưa người yêu em về ăn Tết. Thì chúc cho các bác chúng ta là sắp bước sang một năm mới sức khỏe, an khang, giàu sang, thịnh vượng, công danh tiến bước, lộc rước đầy nhà, hạnh phúc đậm đà và đô la đầy kép ạ.